Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 91. Chư yêu, tiểu yêu nghe cô ta báo danh. Cô ta tên là Cực Quang, đến từ Nguyên Tử Môn, từ trận của Nguyên Tử Môn rất lợi hại, thống lĩnh Bắc Hoang, tuyệt đối không dễ chọc vào. Ngô Bình, vậy hạt giống pháp bảo mà mày nói dùng để làm gì? Chư yêu, bẩm thượng tiên, hạt giống đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như tôi có thể luyện hóa nó, nhất định có thể đột phá, trở thành yêu đế. Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói, được, dẫn tao đi huyết yêu giới, tao tha chết cho. Chư yêu vui mừng khôn xiết, đa tạ thượng tiên. Nó há miệng phun ra một miếng ngọc bàn màu máu, nói, thượng tiên hãy kích hoạt trận bàn này là chúng ta có thể trực tiếp đi vào huyết yêu giới. Ngô Bình, đừng vội, mày thu nhỏ lại rồi đi theo tao. Anh cất kiếm đi, chư yêu đứng lên. Nó lắc lư rồi biến thành một con heo rừng nhỏ dài nửa mét. Con heo nhỏ vẫy đuôi dưới chân anh, kỳ thực rất đáng yêu. Ngô Bình nói, đi theo tao. Cứ như vậy, anh trở về nhà với con chó lớn và con lợn rừng nhỏ. Anh cầm một ít thức ăn ném cho chư yêu cần tiêu thụ rất nhiều đồ ăn để bổ sung năng lượng. Nó lập tức ăn ngấu nghiến như hổ đói. Có điều, Ngô Bình cũng không thể để cho nó ăn quá nhiều. Anh đút cho nó một ít đồ ăn rồi hỏi, vậy vị tiên đó phế công lực của mày kiểu gì? Nghe vậy, chư yêu thở dài đáp, đừng nhắc nữa, pháp bảo trong tay tiên nữ đó triệu hồi được bút thiên phạt. Chỉ một nét bút, công lực của tôi liền tiêu tán. Cực kỳ lợi hại. Nghe nói bút thiên phạt, Ngô Bình hơi ngạc nhiên, một chiêu có thể cắt đứt công lực của người khác. Pháp bảo này cũng đáng sợ quá. Chư yêu, thượng tiên, tiên tử kia cực kỳ xinh đẹp. Nếu bây giờ cứu cô ta thì sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân, nhất định sẽ thành một giai thoại đẹp. Ngô Bình đá bay chư yêu, tao hỏi mày. Chư yêu vội ngậm miệng lại nhìn anh. Suy ngẫm một lúc, Ngô Bình nói, vậy thì đến huyết yêu giới một chuyến. Sau khi nói với người nhà, anh lấy ra bùa ngọc màu máu ra, nhập pháp lực vào, lập tức một tia sáng chói bao phủ một người một heo một chó rồi biến mất tại chỗ. Huyết yêu giới một đại thế giới rộng lớn, trên trời cao bỗng xuất hiện ba điểm đen nhỏ rồi rơi xuống mặt đất. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, Ngô Bình dừng lại giữa không trung trước khi rơi xuống đất, mà chư yêu và nhị hỗn không phản ứng kịp đều đập mạnh xuống đất. Ngô Bình quan sát xung quanh, nhận ra nơi này là một thảo nguyên, cách đó không xa có một dòng sông, sóng nước lăn tăn. Chư yêu lắc đầu nói, thượng tiên. Chúng ta đến huyết yêu giới rồi. Nhị hỗn nhảy lên phấn khích vẫy đuôi, tốt quá rồi. Ngô Bình hỏi, huyết yêu giới có loài người không? Chư yêu, người dân ở đây đều là yêu, nhưng thỉnh thoảng có tu sĩ loài người đi ngang qua, nhưng chung quy là có kết cục thê thảm, rất ít người có thể sống sót rời đi. Ngô Bình, dẫn tao đi gặp huyết yêu. Chư yêu, thượng tiên, tôi đề nghị cậu nên thích ứng với hoàn cảnh nơi này trước. Lúc đầu yêu đế Ngụy Thủy trấn áp ba đại yêu ma ở chỗ này vốn dĩ muốn luyện hóa chúng, sau khi yêu đế chết, sức mạnh trấn áp chúng ngày càng giảm nên ba con yêu khổng lồ đều thức tỉnh, mỗi con chiếm một khu vực, ngay cả huyết yêu cũng không làm gì được chúng. Ngô Bình, ba con yêu gì thế? Chư yêu, lần lượt là Bạch Cốt yêu, Thị yêu, Nhãn yêu. Ngô Bình cảm thấy kỳ lạ, sao vừa là xương vừa là thi thể, ba con yêu này có lai lịch thế nào? Chư yêu, nghe nói được sinh ra từ trong thi thể của thần đế, lần lượt truyền thừa một phần thần lực của thần đế. Ngô Bình, tao nghe nói thế lực của yêu tộc rất lớn, không yếu kém hơn thần tộc. Chư yêu, đương nhiên, con người chỉ là một chủng tộc, số lượng yêu tộc bọn tôi rất nhiều, vạn vật đều có thể là yêu, dĩ nhiên số lượng yêu sẽ tăng lên. Ngô Bình, yêu đồng loại sẽ tụ tập lại với nhau sao? Chư yêu. Vài loài yêu có tính cách khá cô độc, có vài loại thích sống thành bầy đàn, nhưng giữa tất cả các yêu đều sẽ có giao tiếp với nhau. Thượng tiên cũng biết yêu khác với người, trước khi vạn vật thành yêu, chúng thường không có trí tuệ hoặc trí tuệ không cao. Cho nên tu hành thành yêu là chuyện rất khó nên mỗi yêu đều rất trân trọng sự trưởng thành mà mình không dễ gì có được. Ngô Bình gật đầu, tao đi xung quanh xem thử. Anh nhìn nhị hỗn, mày tự do hoạt động đi, nhớ quay về kịp lúc. Nhị hỗn rất phấn khích, lập tức giải phóng bản thể, sau đó bay lên trời cao rồi biến mất.
Nhìn thấy bản thể của nhị hỗn, Chi Yêu hoảng sợ đến mức cả người cứng đờ, lầm bầm, nó là gì thế? Khí tức đáng sợ quá. Ngô Bình cũng không giải thích, anh ném Chi Yêu vào trong động thiên của mình, sau đó bay lên trời dò thám huyết yêu giới. Chuột tìm báu vật thò đầu ra, nó cực kỳ phấn khích. Nói đến thì chuột tìm báu vật cũng là yêu, tổ tiên của nó là một con chuột bình thường, tình cờ học được tu luyện nên mới sinh ra tổ tông của nó, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác rồi truyền đến đời của nó. Bay được một đoạn, Ngô Bình đến một dòng sông. Mặt sông yên ả, phong cảnh bên bờ rất đẹp, nước trời cùng màu. Một lượng nước lớn bất ngờ bắn tung tóe trên mặt nước phẳng lặng, một con cá sấu khổng lồ dài hàng chục mét lao ra, định ăn thịt Ngô Bình. Ngô Bình cũng chẳng nhìn, bàn tay to ngưng tụ ma lực bóp miệng cá sấu, sau đó đẩy nó ra xa. Lúc này anh nhìn thấy một luồng sáng từ xa bay tới, một người phụ nữ xuất hiện trong luồng sáng, vẻ mặt cô ta rất nhếch nhác, dùng sức chạy trốn. Phía sau cô ta một bàn tay to đầy máu đang đuổi theo, khí tức của bàn tay to đẫm máu rất đáng sợ, vượt xa người phụ nữ. Nhìn thấy có người bị đuổi giết, anh không ngần ngại ra tay, giơ tay tung ra một kiếm quang chém về phía bàn tay lớn đầy máu. Ầm. Một âm thanh cực lớn vang lên, bàn tay đó bị phá tan. Người phụ nữ bay đến nhìn thấy có người ra tay, vội vàng đáp xuống chỗ anh như gặp được cứu tinh. Sau khi đáp xuống, Ngô Bình có thể thấy rõ cô gái này cực kỳ xinh đẹp, không kém Ám Nguyệt Nữ Vương, chỉ là phong cách của hai người lại khác nhau. Đạo hữu cứu tôi, cô ta nói, lúc này vẻ mặt cô ta vô cùng hoảng sợ, tỏ ra rất đáng thương. Ngô Bình, cô đừng sợ, có tôi ở đây. Một câu ngắn gọn đã khiến người phụ nữ này cảm thấy yên tâm. Bàn tay to đầy máu bị một kiếm chặt đứt, sau đó ngưng tụ thành hình. Một khuôn mặt to lớn hiện ra giữa không trung, đôi mắt màu máu nhìn chằm chằm Ngô Bình, phát ra thanh âm như sấm, con người hèn hạ yếu ớt, người đang tìm chết. Ngô Bình mặc kệ nó, quay sang hỏi người phụ nữ, có phải trong tay cô có bút thiên phạt không? Sao không thi triển? Người phụ nữ sửng sốt hỏi, đạo hữu biết tôi. Ngô Bình, tôi bắt được một con Chư Yêu, nó biết cô, nói rồi anh thả Chư Yêu ra. Chư Yêu vừa nhìn thấy người phụ nữ lập tức nói, tiên tử đừng trách, tôi biết cô nguy hiểm nên đã mời thượng tiên đến cứu cô. Con lợn này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quê, miệng còn lươn lẹo. Tất nhiên người phụ nữ không tin nói, thì ra đạo hữu gặp phải Chư Yêu này, bút thiên phạt là pháp bảo thánh đạo do đại thánh thượng cổ luyện chế, thực lực của tôi có hạn, không thể liên tục thi triển. Ngô Bình nói rồi giơ tay lên phát ra chiêu đầu tiên của thiên cực kiếm kinh hoan không. Một luồng kiếm quang đánh vào giữa không trung bao phủ gương mặt đó, khiến nó rơi vào trong ảo cảnh, một lúc lâu cũng không thể ra được. Cảm nhận được kiếm pháp cường đại của Ngô Bình, người phụ nữ vô cùng ngưỡng mộ nói, đạo hữu, tôi là đệ tử của Thánh Tiên Tông, Thanh Ly. Cảm ơn đạo hữu đã ra tay giúp đỡ. Ngô Bình, đừng khách sáo, cô Thanh Ly, nghe Chư Yêu này nói. Huyết yêu đã lấy đi một món bảo vật. Thanh Ly khẽ thở dài, đó là một hạt giống được sinh ra trong thời kỳ hỗn mang, tôi khó khăn lắm mới tìm thấy nó, vừa cầm vào tay đã bị huyết yêu cướp mất. Ngô Bình, hạt giống này có gì đặc biệt sao? Thanh Ly, hạt giống này không thể coi thường, nó là hạt giống trí tuệ luân hồi mười mấy lần trong kỷ nguyên. Ngô Bình ngạc nhiên, luân hồi mười mấy lần trong đại kiếp kỷ nguyên. Thanh Ly gật đầu, tiếc là tôi không có cơ duyên, nếu đạo hữu có cách gì, nhất định phải đoạt lấy hạt giống, vật này phải rơi vào con người chúng ta. Ngô Bình nói, Thanh Ly, cảm ơn đã nói điều này. Nói rồi anh bay lên trời để lộ bản thể, sau đó hóa thành người khổng lồ mấy ngàn mét, bàn tay lớn túm lấy huyết yêu. Huyết yêu này đã tu luyện ở đây rất nhiều năm, thực lực đã vô cùng gần bằng Đại La Kim Tiên, nhưng lúc này bị Ngô Bình bắt được. Nó đã bị bắt lấy thân thể vô hình, một sức mạnh đáng sợ đánh vào đó. Sức mạnh này chính là lực bản nguyên, uy lực không thể ngăn cản, huyết yêu này lập tức bị đau đến mức cả người bốc khói, kêu gào loạn xạ cả lên. Giao hạt giống ra đây, anh lớn tiếng nói. Huyết yêu vùng vẫy chống cự, Ngô Bình cảm nhận được sức mạnh đáng sợ bắt đầu phản công, thế là anh mở nhìn thấu vạn vật ra, tìm được một hạt giống ở một không gian nào đó trong cơ thể huyết yêu. Mắt anh sáng rực,
anh vươn tay đâm xuyên vào trong cơ thể huyết yêu, phá vỡ không gian, nắm lấy một hạt giống phát ra thần quang chín màu vào lòng bàn tay. Hạt giống này có kích thước bằng hạt đậu, cầm vào trong tay khá nặng. Anh cho hạt giống vào động thiên của mình, sau đó đấm một cú đánh lùi huyết yêu rồi xách Thanh Ly và Chư Yêu đi. Chư Yêu kêu gào, Thượng Tiên, cậu dẫn tôi theo làm gì? Ngô Bình cũng mặc kệ nhị hốn, anh hỏi Thanh Ly ra khỏi đây thế nào? Thanh Ly, phía trước có một vòng xoáy thời không, nhanh đến đó. Ngô Bình thi triển bước nhanh, rất nhanh đã đến, huyết yêu đó đuổi theo không kịp. Phía trước không xa, có một vòng xoáy thời không cực lớn, trong vòng xoáy sấm sét đùng đùng toát ra khí tức đáng sợ. Thanh Ly, đạo hữu, tôi có pháp bảo hộ thân, chúng ta rất an toàn. Ngô Bình quay đầu lại nhìn, huyết yêu đang đuổi theo anh, thực lực huyết yêu khá mạnh, mặc dù anh đã lấy hạt giống đi nhưng nếu đánh thật thì chắc anh sẽ thất bại, hơn nữa ở đây không chỉ có một huyết yêu, nên không nên ở đây lâu. Đi thôi, anh khẽ nói, tay trái xách theo Chư Yêu, tay phải ôm lấy Thanh Ly lao vào vòng xoáy. Thanh Ly lấy một ngọn đèn cổ ra, ngọn đèn cổ treo lơ lửng trên đỉnh đầu hai người tạo thành một lớp bao phủ bảo vệ. Bên ngoài là năng lượng không gian kỳ dị, cực kỳ nguy hiểm. Khoảng 10 phút sau, hai người bỗng ngã xuống mặt đất. Ngô Bình dừng lại giữa không trung, sau đó dần đáp xuống. Vừa quay lại, anh đã biết nơi này là Đại Lục Hồng Hoang. Anh buông tay, Thanh Ly thở phào nói, cuối cùng cũng về rồi. Sau đó cô ta cúi người với Ngô Bình, vẫn chưa được biết tên ân nhân của mình. Ngô Bình, tôi là Lý Huyền Bình. Anh Lý, không cần cảm ơn, Thánh Tiên Tông đang ở gần đây, mời anh đến uống cốc trà. Ngô Bình nói, cô đừng khách sáo, tôi là đệ tử Điện Hỗn Thiên, cũng xem như là tu sĩ Hồng Hoang. Thanh Ly rất ngạc nhiên, thảo nào anh lại mạnh như tu sĩ của thần thổ thần thông. Với thực lực của anh, chắc hẳn là đệ tử cốt yếu trong Điện Hỗn Thiên. Ngô Bình, xem như là thế. Cô Thanh Ly. Vậy tôi đi trước đây. Trên người anh còn có hạt giống, dù Thanh Ly không có ác ý gì nhưng Thánh Tiên Tông thì không đoán được. Thanh Ly nói, ừ, anh Lý đợi tôi hồi phục vết thương, tôi nhất định sẽ đến cảm tạ anh. Sau khi tạm biệt Thanh Ly, Ngô Bình đến phủ chiến vương. Đi được nửa đường, Chỉ Yêu vẫn còn hét lên thảm thiết, Ngô Bình nói, nếu mày còn hét lên một lần nữa, tao sẽ cho mày làm con heo quay đấy. Quả nhiên Chư Yêu không dám kêu nữa, Thượng Tiên, cậu thả tôi ra đi. Ngô Bình mặc kệ nó, đáp xuống phủ chiến vương. Tất nhiên người của phủ chiến vương đều nhận ra anh, vừa nhìn thấy anh đã cung kính chào, còn có người đi báo cho Lam Hân Nguyệt. Không lâu sau, Lam Hân Nguyệt vội vàng bước ra, gương mặt toát lên vẻ vui mừng, chồng ơi. Ngô Bình, Hân Nguyệt, khoảng thời gian anh đi này, mọi chuyện ở phủ chiến vương vẫn ổn chứ? Lam Hân Nguyệt cười nói, vẫn rất ổn, bây giờ các bên nộp thuế đúng thời hạn, còn sẽ cống vài vật phẩm quý. Ngô Bình gật đầu, anh đi ngang qua Hồng Hoang nên đến thăm em. Lam Hân Nguyệt chú ý thấy Chư Yêu, cô ấy nói, đây là thú cưng anh nuôi sao? Đáng yêu quá. Ngô Bình đá Chư Yêu sang một bên, bắt được trên đường, em muốn ăn thịt lợn thì giết nó là được. Chư Yêu hoảng sợ run rẩy. Có rúm người vào trong góc không dám động đậy. Lam Hân Nguyệt cười nói, đáng yêu như thế, sao nỡ lòng nào ăn thịt, thế là cô ấy gọi người sắp xếp chỗ cho Chư Yêu. Lúc này, Lam Minh và Lam Sơ Nhan cũng đến, họ là cậu em vợ và cô em vợ của Ngô Bình, hai người đều rất vui mừng. Anh rể, Lam Sơ Nhan nói, lần này anh có thể ở lại mấy ngày sao? Ngô Bình hỏi, Sơ Nhan, em có việc gì sao? Lam Sơ Nhan khẽ thở dài, mặc dù mấy ngày nay không có ai đến quấy rầy phủ chiến vương, nhưng anh rể không có ở đây, khó tránh khỏi sẽ có người đàm tiếu, nói rằng anh rể vứt bỏ phủ chiến vương. Lam Minh, anh rể, phủ chiến vương chúng ta chỉ có anh và em là đàn ông, thực lực của em quá yếu, nếu không có anh ở đây, em không thể bảo vệ được chị và mẹ. Ngô Bình vỗ vai cậu ấy nói, Lam Minh, thế nên em phải trưởng thành càng sớm càng tốt. Thế này nhé, anh sẽ ở lại vài ngày để giúp em nâng cao tu vi. Từ giờ trở đi, chủ chiến vương vẫn phải dựa vào người đàn ông là em bảo vệ.
Mắt Lam Minh sáng lên, gật đầu. Lam Hân Nguyệt nói, chồng ơi, hiếm khi anh về một chuyến, tối nay em đặt tiệc bảo các chị em của em đến gặp anh rể. Ngô Bình không có ý kiến bèn gật đầu. Lam Minh kéo tay Ngô Bình, anh rể, em dẫn anh đi xem thứ này. Lam Hân Nguyệt, Minh à, đừng nghịch. Lam Minh, em mới không nghịch, thứ đó là do năm đó bố cũng không trấn áp được nhưng anh rể sẽ làm được. Ngô Bình bị cậu ấy kéo đến sân sau phủ chiến vương, sân sau có một đại điện, trong đó chất đầy vũ khí, tất cả đều là những món đồ thu gom của chiến vương năm đó. Đi trước cửa điện, Lam Minh lùi về sau mấy bước nói, anh rể, tà khí của vũ khí bên trong quá nặng, mở cửa phải cẩn thận. Ngô Bình vừa đẩy ra ra, sát khí nồng nặc xộc về phía anh nhưng không ảnh hưởng gì đến anh cả. Đại điện rất lớn, bên trong có hàng ngàn giá binh khí, trên mỗi một vũ khí đều có đủ loại binh đao, pháp khí. Ngô Bình lướt mắt nhìn rồi hỏi, Tiểu Minh, thứ em nói ở đâu? Lam Minh chỉ vào cái bục ngọc ở đằng xa, trên ngọc đài có một cây kích lớn, toàn thân màu đen, ước chừng cao 5 mét. Ngô Bình nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc nói, cái kích này rất khác thường, bên trong lưỡi kiếm của nó có một thế giới bị phong ấn. Bên trong mũi kích cũng có một thế giới, hơn nữa cấm chế trên thân kích rất cổ và phức tạp, người bình thường không thể kích hoạt. Lam Minh rất phấn khích nói, anh rể, cây kích này tên là Hoang Thiên Chiến Kích, lai lịch của nó là một bí ẩn, nghe nói đã từng là vũ khí của thánh nhân. Ngô Bình vươn tay cầm chiến kích, rót nguyên sức mạnh bản nguyên vào trong đó, cấm chế trong trường kích lập tức sáng lên, bắt đầu điên cuồng nuốt chứng sức mạnh bản nguyên. Ngô Bình để mặc nó nuốt chừng, khi sức mạnh bản nguyên trong cơ thể anh bị thanh chiếc kích hấp thụ khoảng 1/4, cuối cùng cấm chế cũng đã đầy. Sau đó, toàn bộ chiến kích phát sáng rực rỡ, một dòng năng lượng mờ nhạt đi vào cánh tay anh qua bàn tay anh, kết nối thành một thể với các mạch máu và dây thần kinh của anh. Sau đó một suy nghĩ cổ xưa đã giao tiếp với anh ta biết được hết thảy thông tin về chiến kích, sau khi giao tiếp kết thúc, anh cảm thấy chiến kích giống như một bộ phận của cơ thể mình. Anh hơi giơ lên, chiến kích được nhấc lên trong không trung. Lam Minh mừng rỡ, anh rể, anh giỏi quá, lúc đầu phụ vương em cũng không thể cầm nổi nó. Ngô Bình nói, Tiểu Minh, có thể tặng anh chiến kích này không? Lam Minh cười nói, chỉ có anh rể mới có thể nhấc được nó lên, dĩ nhiên sẽ thuộc về anh rể. Anh rể, em đi báo tin vui cho chị. Lam Minh quay đầu chạy ra ngoài, Ngô Bình cầm chiến kích trong tay đi ra khỏi đại điện, vung tay một cái, cơ thể của anh trở nên cao mấy ngàn mét, chiến kích cũng lớn hơn trở thành một cây kích khổng lồ dài 8.000 mét. Anh vung tay lên không trung, cấm chế được kích hoạt, thế giới trong lưỡi trăng đó, tất cả trận pháp đều sáng lên, sát khí tràn ngập không trung, sau đó một luồng sát quang rực rỡ cực lớn phóng lên trời. Bầu trời bị chém ra một vệt đen, rất lâu vẫn chưa thể liền lại. Đấy là Ngô Bình vẫn chưa dùng hết sức, nếu không thì uy lực còn mạnh hơn thế này nhiều. Lúc này, Lam Hân Nguyệt và Lam Minh chạy đến, nhìn vệt đen mờ trên bầu trời đều thốt lên kinh ngạc. Lam Hân Nguyệt chồng, cuối cùng thì Hoàng Thiên Chiến Kích cũng đã gặp được chủ nhân. Ngô Bình, Hân Nguyệt, vậy thì anh không khách sáo nữa. Lam Hân Nguyệt, chiến kích này có thể gặp được chồng là may mắn của nó, cũng là may mắn của phủ chiến vương. Lúc này, một người làm trong nhà vội vã chạy đến, lớn tiếng nói, quận chúa, không xong rồi, nhị phu nhân và tam phu nhân đã bị một đám cướp bắt đi trong lúc ra ngoài dạo chơi. Bọn cướp cho người đưa tin, muốn phủ chiến vương của chúng ta chuẩn bị 3 tỷ đồng thần long, nếu không thì sẽ giết con tin. Lam Hân Nguyệt giật mình, gì cơ, có biết là ai không? Người làm nói, thưa quận chúa, đối phương tự xưng là Đại Vương Hắc Phong. Mặt Lam Hân Nguyệt biến sắc, cô ấy lẩm bẩm, lần này rắc rối rồi. Ngô Bình hỏi, Hân Nguyệt, Đại Vương Hắc Phong đó nổi tiếng lắm sao? Lam Hân Nguyệt nói với vẻ mặt lo lắng, Đại Vương Hắc Phong là nhân vật lợi hại xếp thứ 37 trên bảng xếp hạng những tên cướp mạnh nhất Hồng Hoang, hễ ai bị ông ta bắt cóc thì chỉ có giao tiền chuộc, còn không con tin sẽ bị giết. Ngô Bình, không ngờ còn có cả bảng xếp hạng cướp, Hồng Hoang có nhiều cướp đến vậy sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lam Hân Nguyệt, đâu chỉ nhiều không đâu mà còn lợi hại nữa. Chẳng hạn như tên Đại Vương Hắc Phong này,
ông ta từng bắt cóc hoàng tử, hoàng triều Hắc Thủy cũng bó tay, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn giao tiền chuộc. Sau khi hoàng tử bình an trở về, hoàng triều phái đại quân đi truy lùng nhưng kết quả không chỉ không thể diệt được đại vương Hắc Phong mà ngược lại còn bị thiệt hại mất mấy chân tiên. Trong lúc giận dữ, đại vương Hắc Phong lại bắt cóc thêm hai hoàng tử và một công chúa. Cuối cùng hoàng triều Hắc Thủy cũng hết cách, chỉ đành tiếp tục giao tiền chuộc. Ngô Bình chau mày, đến cả hoàng tộc mà cũng dám bắt cóc, lá gan của đại vương Hắc Phong này không nhỏ đâu. Lam Hân Nguyệt cười mếu, bọn họ lớn gan là vì có thực lực mạnh, bởi vậy mới dám đối đầu với hoàng triều. Ngô Bình, Hân Nguyệt, em định thế nào? Giao tiền chuộc sao? Lam Hân Nguyệt, nếu theo như phong cách làm việc trước đây của đại vương Hắc Phong thì chúng ta không có cách nào khác. Ngô Bình cười lạnh lùng, 3 tỷ không phải con số nhỏ, sao có thể cho không bọn chúng được? Lam Hân Nguyệt, lẽ nào chúng ta phải đối đầu với đại vương Hắc Phong thật sao? Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi, đại vương Hắc Phong có cứ điểm cố định không? Lam Hân Nguyệt, đại vương Hắc Phong và thuộc hạ của ông ta có một phi thuyền rất lợi hại, xuất quỷ nhập thần, không ai biết vị trí cụ thể của bọn họ. Ngô Bình, em có biết thực lực của đại vương Hắc Phong không? Chắc cũng không cao đến mức là cao thủ cảnh giới đại la chứ. Lam Hân Nguyệt, đại la thì chắc chắn là không rồi nhưng ông ta là cao thủ cực kỳ lợi hại, chân tiên bình thường đều không đánh lại ông ta quá một chiêu nửa thức. Ngô Bình, không phải đại la thì dễ, chuẩn bị tiền chuộc, anh đi chuộc người. Lam Hân Nguyệt vội nói, chồng, anh không thể đi, đại vương Hắc Phong quá nguy hiểm. Ngô Bình, không cần lo lắng, nếu thấy mình không phải đối thủ thì anh sẽ giao tiền chuộc cho họ. Lam Hân Nguyệt vẫn đang do dự thì Lâm Minh nói, chị, anh rể lợi hại vậy mà, đại vương Hắc Phong nhất định không phải đối thủ. Ngô Bình cười, nói, không dám nói cái khác, nếu dưới cảnh giới đại la, anh không dám nói nhất định có thể đánh thắng nhưng chắc chắn có thể trốn thoát. Lam Hân Nguyệt thở dài, thôi được, nhưng anh phải hứa với em, quan trọng nhất là an toàn của bản thân, mất 3 tỷ thì vẫn còn có thể kiếm lại. Lam Hân Nguyệt hỏi người làm, đại vương Hắc Phong đã báo thời gian chưa? Người làm nói, quận chúa, người của đại vương Hắc Phong nói chỉ cho chúng ta 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Nếu trong vòng 3 tiếng mà không nhìn thấy 3 tỷ đồng thần long thì bọn chúng sẽ khiến nhị phu nhân và tam phu nhân. Lam Hân Nguyệt giận dữ nói, đại vương Hắc Phong đáng chết. Nếu họ dám động đến hai mợ thì dù có phải đuổi đến chân trời góc biển, phủ chiến vương chúng ta cũng phải tiêu diệt ông ta. Ngô Bình hỏi, Hân Nguyệt đừng giận, anh sẽ bắt ông ta về cho ông ta đích thân tạ lỗi. Lam Hân Nguyệt cười, chồng, đại lục Hồng Hoang có rất nhiều người treo thưởng cho ai bắt được đại vương Hắc Phong, hiện tại tiền thưởng đã vượt 10 tỷ đồng thần long rồi. Nếu chồng có thể bắt được ông ta thật thì có thể lấy được 10 tỷ tiền thưởng. Mắt Ngô Bình sáng lên, tiền thưởng 10 tỷ đồng thần long, nhiều vậy sao? Lam Hân Nguyệt, đấy chỉ mới là tiền thưởng của chính quyền. Tiền thưởng của cá nhân còn nhiều hơn nữa. Dù gì thì cũng có rất nhiều người từng bị đại vương Hắc Phong bắt cóc, ai cũng hận ông ta đến thấu xương. Ngô Bình gật đầu, nói, Hân Nguyệt, em đi chuẩn bị tiền chuộc đi. Lam Hân Nguyệt cầm tiền chuộc đến, Ngô Bình hỏi người làm, đối phương có nói giao tiền chuộc thế nào không? Người làm đáp, bọn chúng nói trong vòng 3 tiếng đồng hồ sẽ cho người đến nhận tiền. Sau khi lấy được tiền, họ tự khắc sẽ đưa nhị phu nhân và tam phu nhân về phủ chiến vương. Ngô Bình, anh ra ngoài đi. Lam Minh, anh rể, đại vương Hắc Phong sai người đến lấy tiền thì sao anh tìm được họ? Ngô Bình cười, anh tự có cách. Vì vẫn còn sớm nên Lam Hân Nguyệt mời Ngô Bình vào điện ngồi, ăn mồi, uống rượu. 2 tiếng đồng hồ sau, người làm đến báo, nói rằng sứ giả của đại vương Hắc Phong đã đến. Lam Hân Nguyệt cho mời người đó vào điện. Một người đàn ông áo xám cao to nhanh chóng xuất hiện, hắn ta rất ngông cuồng, nói với vẻ mặt không chút lo sợ, quận chúa, đã chuẩn bị tiền xong chưa? Lam Hân Nguyệt vứt một túi chứa đồ xuống đất, nói, bên trong có 3 tỷ đồng thần long, hy vọng các người giữ chữ tín, nhận được tiền thì thả người. Người đàn ông áo xám cười, nói, xin quận chúa yên tâm, người của Hắc Phong chúng tôi nói được làm được. Hắn ta nhặt túi tiền lên rồi bỏ đi, chớp mắt đã không thấy đâu.
Sau khi người áo xám rời khỏi phủ chiến vương thì lập tức bay và nhanh chóng biến mất hút. Người áo xám liên tục dùng ba bùa di chuyển, sau đó xuất hiện trên một ngọn núi hoang ở cách đó hơn 100 vạn dặm. Hắn ta vừa đến ngọn núi hoang là lập tức huýt sáo. Bỗng nhiên, bầu trời xuất hiện một chiếc phi thuyền màu đen, hắn ta mỉm cười, nhún người nhảy lên thuyền. Trên phi thuyền, một người đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen, nhận lấy bọc tiền, cười nói, phủ chiến vương chẳng qua cũng chỉ có vậy. Một tên thuộc hạ hỏi, đại vương, thả người không? Người đàn ông áo đen nói, hương nhụy phu nhân và Nguyễn Ngọc phu nhân quốc sắc thiên hương từ lâu, sao tao có thể không thưởng thức thử chứ? Ông ta cười ha ha rồi tiến vào phòng. Trong phòng, Nguyễn Ngọc phu nhân và hương nhụy phu nhân đã bị khống chế, lúc này đang ngồi yên trên ghế dài, không thể động đậy. Người áo đen bước vào, cười nói, hai mỹ nhân, để hai người phải chờ lâu rồi. Nguyễn Ngọc phu nhân tái mặt, nói, đại vương Hắc Phong, ông muốn làm gì? Người đàn ông áo đen đó chính là đại vương Hắc Phong, ông ta cười một tiếng kỳ quái, còn có thể làm gì? Đương nhiên là cùng hưởng khoái lạc với hai mỹ nhân rồi. Hương nhụy phu nhân lạnh lùng nói, đại vương Hắc Phong, ông không giữ chữ tín, làm sao sau này có chỗ đứng ở Hồng Hoang? Đại vương Hắc Phong lạnh lùng nói, tôi chỉ nói thả người chứ đâu có nói không ngủ với hai cô. Có người đẹp ở trước mặt, sao tôi có thể bỏ lỡ? Đột nhiên, có tiếng sét vang lên ngoài cửa, sau đó là tiếng la thảm thiết của mọi người. Đại vương Hắc Phong giật mình, xông ngay đến sảnh chính. Lúc này có một người đàn ông lạ mặt đang đứng trong sảnh, tia lửa điện chớp nháy khắp người, không phải Ngô Bình thì còn là ai nữa. Đại vương Hắc Phong vừa nhìn thấy Ngô Bình thì biết ngay anh không phải người đơn giản. Có điều ông ta tung hoành Hồng Hoang bao năm nên không biết sợ là gì, ông ta lạnh lùng nói, xem ra phủ chiến vương không muốn cho không 3 tỷ nên mới cho cậu đến nộp mạng. Ngô Bình quan sát người áo đen rồi nói, ông là đại vương Hắc Phong đúng không? Tôi thấy chẳng qua cũng chỉ có vậy. Đại vương Hắc Phong cười lớn, vậy sao? Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Ngô Bình, sao hả? Ông còn có thân phận khác sao? Người bên cạnh đại vương Hắc Phong cười lạnh nói, năm xưa, đại vương nhà ta gõ chuông bên ngoài tháp Hoang Thiên, tiếng vang 13 vạn dặm. Ngô Bình, 13 vạn dặm sao? Vậy đại vương nhà anh có vào được thiên phẩm không? Đối phương nghẹn họng, một lát sau mới nói, đại vương nhà tôi là địa phẩm nhất đẳng. Ngô Bình nói với vẻ khinh thường, địa phẩm nhất đẳng sao? Tôi còn tưởng là thiên phẩm nhất đẳng nữa cơ. Đại vương Hắc Phong, nhóc con, đại vương ta đây không rảnh nói nhiều với cậu, cậu muốn tự sát hay là đợi tôi ra đây đây? Ngô Bình nói, trên thuyền khó đánh. Nếu ông có gan thì xuống thuyền đánh với tôi một trận. Đại vương Hắc Phong cười he he, nghe nói phủ chiến vương có một chàng rể thiên phẩm ngũ đẳng, là cậu đấy sao? Ngô Bình, là tôi. Sao hả, ông không dám à? Đại vương Hắc Phong nói, đúng là cậu rất có thiên phú nhưng đáng tiếc cậu vẫn còn quá yếu, xét về cảnh giới thì còn kém tôi quá xa. Đại vương Hắc Phong vừa dứt lời thì bộc phát khí tức linh đài. Rõ ràng ông ta là một chân tiên, hơn nữa thể chất của ông ta còn rất kinh người, vượt xa chân tiên bình thường. Ngô Bình khởi đồng phép nhìn thấu vạn vật thì bất ngờ phát hiện, thể chất của đại vương Hắc Phong gần như giống với cơ thể của đạo quân. Anh nói, hèn gì ông lại tự tin đến thế, thì là có cơ thể của đại la đạo quân. Đại vương Hắc Phong bất ngờ, ông ta không ngờ Ngô Bình vừa nhìn đã nhận ra điểm lợi hại của mình, ông ta chau mày hỏi cậu biết tôi sao? Ngô Bình, hôm nay mới biết. Được rồi, không cần nhiều lời, muốn đánh nhau thì bắt đầu đi. Anh nói xong thì rời khỏi phi thuyền, đứng lơ lửng trên đầu một ngọn núi hoang. Đại vương Hắc Phong bước ra, đằng sau lưng ông ta xuất hiện một bóng ảo khổng lồ, bóng ảo đó là thế giới linh đài mà ông ta lập ra. Sức mạnh linh đài vô cùng vô tận truyền vào trong cơ thể ông ta và hình thành kết giới cực mạnh xung quanh. Ngô Bình đứng trong kết giới. Cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Đại vương Hắc Phong cười lạnh lùng, nhóc con, bây giờ có phải cậu rất tuyệt vọng không? Dù cậu có là thiên kiêu, gặp phải sức mạnh linh đài của tôi thì cũng yếu đuối như một con kiến mà thôi. Ngô Bình ra khỏi thân xác, bản thể hóa thành một người khổng lồ cao ngàn mét,
vung chiến kích trong tay. Đại trận trong thế giới nguyệt nhận sáng lên, một luồng khí tức với sức mạnh hủy diệt tuôn ra. Rắc rắc. Một luồng sát quang đáng sợ chém tỏa kết giới, ập vào thế giới linh đài của Đại Vương Hắc Phong. Thế giới linh đài được ông ta tu luyện nhiều năm, dùng vô số tài nguyên để luyện thành không ngờ lại bị Ngô Bình chém làm đôi. Thế giới linh đài không phải căn cơ của tu sĩ, không có linh đài thì tu sĩ vẫn có thể tạo mới. Nhưng khi linh đài bị chém thì thực lực của Đại Vương Hắc Long liền tụt dốc. Ọc! Ông ta phun ra máu, mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn Ngô Bình chằm chằm. Ngô Bình đâu cho ông ta cơ hội, anh lại vung chiến kích, Đại Vương Hắc Phong bắt chéo hai tay, cố đỡ luồng sát quang. Ầm! Đại Vương Hắc Phong bị chém văng ra, cánh tay gãy xương, tê dại hết nửa thân người. Ông ta bất ngờ, không ngờ cơ thể đại la của mình lại không chịu nổi một đòn của anh. Cuối cùng ông ta đã biết sợ, dùng thuật di chuyển, chạy về phía xa. Tiếng sấm sét vang lên, Ngô Bình lập tức đuổi theo rồi lại chém lên lưng ông ta một nhát. Ọc! Đại Vương Hắc Phong không được may mắn, bị chém đứt lưng, rơi xuống đất. Phán quyết! Một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, sáng chói cực kỳ, mang theo ý nghĩa phán quyết, chém lên người Đại Vương Hắc Phong. Ánh sáng biến mất, cơ thể Đại Vương Hắc Phong đã tả tơi, thất khiếu đều có khí đen bay ra, nước mắt giàn giụa. Cơ thể bị đánh tàn phế, thế giới linh đài cũng bị đánh nát, bây giờ ông ta chẳng khác gì người tàn phế. Ngô Bình lấy thiên nguyên châm ra, đâm vào những vị trí quan trọng trên người ông ta, chế ngự ông ta hoàn toàn. Sau đó, anh bắt theo Đại Vương Hắc Phong về lại phi thuyền. Người trên phi thuyền vẫn chưa kịp phản ứng, dù gì thì Đại Vương Hắc Phong của họ cũng chưa từng bị đánh bại, sao hôm nay lại bị một tên vô danh đánh bại chứ? Mãi đến khi Ngô Bình xuất hiện thì đám người đó mới chấp nhận sự thật, thi nhau hét lớn tấn công. Ngô Bình vung tay, kiếm quang tóe ra, thuộc hạ của Đại Vương Hắc Phong ở trên thuyền không chết thì cũng bị thương. Anh vừa đánh vừa tiến về phòng, giải cấm chế cho hai phu nhân. Nguyễn Ngọc phu nhân và Hương Nhụy phu nhân dịu dàng hành lễ, cảm ơn cô ra cứu mạng. Ngô Bình, tôi đưa hai phu nhân đến nơi an toàn trước đã. Anh nói xong thì đưa họ đến động thiên của mình. Đến khi anh quay ra ngoài, ngoài những người đã chết, số còn lại đã bỏ chạy hết. Ngô Bình hỏi Đại Vương Hắc Phong đang thoi thóp, tiền của ông đâu? Đại Vương Hắc Phong căm phẫn nhìn Ngô Bình và không nói gì. Ngô Bình cười lạnh lùng, ông tưởng không nói thì tôi sẽ không biết sao. Anh dùng phép nhìn thấu vạn vật, tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng anh đã tìm thấy một chiếc nhẫn chứa đồ trong một không gian ngầm dưới đất của Đại Vương Hắc Phong. Anh nhìn qua thì thấy trong nhẫn có rất nhiều đồ quý giá, trong đó nhiều nhất là đồng thần long. Đếm sơ sơ, chỉ tính đồng thần long không thôi cũng đã có đến hơn 20 tỷ rồi. Anh mỉm cười, cất chiếc nhẫn rồi nói, Đại Vương Hắc Phong, nghe nói ông từng bắt cóc rất nhiều người, sao chỉ có chút tiền thế này? Đại Vương Hắc Phong vẫn không nói chuyện. Ngô Bình cười lạnh lùng, anh vung kiếm chém phi thuyền đứt làm đôi, sau đó kéo theo ông ta, bay về phủ chiến vương. Lúc anh đáp xuống phủ chiến vương, người trong phủ chiến vương thấy hai vị phu nhân bình an trở về, còn có cả Đại Vương Hắc Phong đã bị chế ngự thì ai cũng hoan hô. Lam Minh tròn mắt nhìn Đại Vương Hắc Phong rồi hỏi, anh rể, ông ta là Đại Vương Hắc Phong sao? Ngô Bình gật đầu, là ông ta đấy. Người này có cơ thể đại la, linh đài cũng rất mạnh, thực lực càng không phải yếu. Lam Minh tiến tới tát một bà tai mạnh đến đau rát tay làm ông ta hoảng sợ liên tục lùi về sau. Lam Hân Nguyệt vui mừng hớn hở, nói em lập tức báo với triều đình, nói rằng phủ chiến vương chúng ta ra quân bắt sống Đại Vương Hắc Phong, đây chắc chắn là công lớn. Ngô Bình, Hân Nguyệt, tên Đại Vương Hắc Phong này không đơn giản, e rằng còn có người đứng sau ông ta. Lam Hân Nguyệt ngây ra, còn có người khác nữa sao? Ngô Bình, lúc anh đến, Đại Vương Hắc Phong đang định ra tay với nhị phu nhân và tam phu nhân. Mà theo như những gì em nói trước đó, đấy không phải là phong cách làm việc của Đại Vương Hắc Phong. Lam Hân Nguyệt nhìn sang Đại Vương Hắc Phong, lạnh lùng hỏi, Đại Vương Hắc Phong, nói đi, có phải có người xúi giục ông đối phó với phủ chiến vương không? Đại Vương Hắc Phong cười lạnh lùng, quận chúa tôi khuyên cô hãy thả tôi ra,
nếu không thì phủ Chiến Dương sẽ chuốc họa vào thân đấy. Không sai, đúng là có người đứng sau lưng tôi, nhưng người đó không phải là người mà phủ Chiến Vương các người có thể đắc tội được. Ngô Bình tung một đấm lên mặt ông ta, đấm nát tấm mặt nạ rồi đấm nát mắt trái của đại vương. Hắc Phong, máu chảy không ngừng, ông ta đau đớn thét lên. Ông ngông gì chứ, có tin tôi luyện ông thành đan dược không? Anh vừa nói vừa lấy lò luyện Minh Vương ra. Anh rất mong được biết cơ thể của Đại La Kim Tiên có thể luyện ra loại đan được thế nào. Mặt đại vương Hắc Phong liền méo mó, ông ta hầm hầm nhìn Ngô Bình chằm chằm nhưng không dám nói thêm gì. Nói không sợ thì là giả, vì tu vi càng cao sẽ càng sợ chết. Ngô Bình, Hân Nguyệt, kiếm tiền thưởng trước đã. Trước đây anh đã tốn kém rất nhiều để mở động thiên, bây giờ rất thiếu tiền. Lam Hân Nguyệt mỉm cười, nói, được, giao việc này cho em. Ngô Bình, tên đại vương Hắc Phong này giao cho anh, nhất định anh sẽ hỏi ra được thân phận của kẻ đứng đằng sau xúi dục. Không cần hỏi nữa đâu. Bỗng dưng một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai của mọi người, sau đó, một luồng sức mạnh đáng sợ bao trùm lấy cả phủ Chiến Vương, khiến đại trận bảo vệ phủ của phủ Chiến Vương cũng tự khởi động. Lúc này, trên không phận phủ Chiến Vương xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ cao 100.000 mét, khí tức kinh người, là một yêu vương mạnh mẽ. Thực lực của nó không thua gì đạo quân. Ngô Bình bay lên không, nhìn chằm chằm đối phương hỏi, các hạ là ai? Ảo ảnh chồng lên nhau, vừa giống người vừa giống quái thú, nó thản nhiên nói, tao là yêu vương thôn thiên. Hắc Phong là tôi tớ của tao. Ngô Bình cười khẩy, đại vương Hắc Phong bắt cóc người trong phủ Chiến Vương của tao nên buộc phải chịu trừng phạt. Yêu vương thôn thiên nổi giận nói, không thả người thì chúng mày đều phải chết. Ngô Bình cười nhạt, thì mày thử đi. Anh thật sự không sợ đối phương, sư tổ của mình là đạo tổ đấy, đến đại thiên tôn còn phải nể mặt vài phần, yêu vương này có là gì đâu chứ. Yêu vương thôn thiên, tên loài người kia, mày cảm thấy mày ngang hàng phải lứa với bổn yêu vương à? Ngô Bình cười lạnh, nếu mày dám ra tay, tao đảm bảo mày sống không quá 15 phút. Yêu vương thôn thiên cũng không nắm chắc phần thắng. Đúng là thực lực của nó rất mạnh nhưng vẫn có cao thủ loài người có thể giết được nó. Tên loài người kia, tao không có ý ức hiếp phủ Chiến Vương của mày. Nhưng Hắc Phong là tôi tớ của tao, tao phải dẫn nó đi. Ngô Bình, chỉ riêng tiền thưởng cho tên Hắc Phong này đã lên đến vài trăm tỷ đồng thần long rồi, mày muốn đưa nó đi là đưa đi được à? Yêu vương thôn thiên nhíu mày, mày thật sự không chịu thả người sao? Ngô Bình, tao nói rồi, nếu mày không phục thì ra tay thử xem. Yêu vương thôn thiên nổi trận lôi đình, thằng oát, mày chán sống rồi. Xung quanh hình thành kết giới khủng bố, bao trùm cả phủ Chiến Vương lại. Đại trận bảo vệ của phủ Chiến Vương rung lên, trông có vẻ nó sẽ không chống đỡ được quá lâu. Ngô Bình cười khẩy, phóng bốn thanh thần kiếm đã luyện hóa ra, chớp mắt đã bố trí xong kiếm trận kinh hãi thế tục. Cùng lúc đó, anh lấy ra một lượng lớn tinh thạch kiếm khí, số tinh thạch này có ẩn chứa kiếm khí của kiếm tổ, bọn chúng đồng loạt nhập vào kiếm trận. Bốn thanh thần kiếm chia ra bốn phương, kết hợp với kiếm khí, chớp mắt đã hình thành một đạo kiếm quang phòng ngự ở bên ngoài. Đây chỉ là trận pháp phòng ngự mà Ngô Bình tạm thời bố trí, anh đang tranh thủ thời gian. Một giây sau, anh đã bước vào phi thuyền lập tức biến thành trạng thái cấp cao. Nó phát ra một vầng sáng phòng ngự, bao bọc cả phủ Chiến Vương. Nhờ sức mạnh của phi thuyền, Ngô Bình có thể thi triển ra thủ đoạn cấp Đại La. Lần này, anh lấy hẳn 10.000 tinh thạch kiếm khí ra, phóng thích tất cả kiếm khí trong đó ra rồi dự trữ trong động thiên, sau đó phát ra kiếm quang thông qua phi thuyền, thi triển thần thông kiếm đạo, kinh vĩ thiên địa. Vù vù! Kiếm khí của kiếm tổ nào phải thứ tầm thường? Chúng nó dưới sự điều khiển của Ngô Bình, nhờ sức mạnh của phi thuyền, phát huy thức thần thông kiếm đạo này lên đến trình độ cao nhất. Một đạo kiếm quang rực rỡ bay ra, không gì sáng bằng, khiến yêu vương thôn thiên kia cũng không thể mở mắt ra được. Một giây sau, kiếm quang phân tán, hóa thành 100.000 tia sáng chém lên người yêu vương thôn thiên. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên trên không, chấn động 9 tầng trời. Một cái đuôi khổng lồ dài mấy trăm mét rơi từ trên trời xuống. Ảo ảnh đã thi triển độn thuật, bỏ chạy trong nháy mắt. Độn pháp của yêu vương rất thần kỳ,
Ngô Bình muốn đuổi theo nhưng không kịp. Anh thấy hơi tiếc, lẩm bẩm tiếc quá, để nó tránh được kiếm quang chí mạng rồi. Khí tức kinh người kia tản đi, Ngô Bình ra khỏi phi thuyền trở về đại sảnh. Đám người Lam Hân Nguyệt đều vô cùng chấn động, cô ấy hỏi, Yêu Vương Thôn Thiên bị đánh bại, rút lui rồi ạ. Ngô Bình ừ một tiếng, tiếc là không chém chết được nó. Nói rồi anh liền sai người ra kéo đuôi của Yêu Vương vào trong phủ. Mấy người Lam Minh cũng rất tò mò muốn xem đuôi của Yêu Vương Thôn Thiên trông thế nào nên cũng kéo nhau ra hóng hớt. Cái đuôi dài mấy trăm mét, to bằng cả cái phòng nên chỉ có thể đặt ở sân lớn của phủ chiến vương. Ngô Bình lấy kiếm cắt một miếng để nướng ăn, thấy chất lượng thịt cũng khá nên lại cắt ra một khúc dài tầm 10 mét, còn lại cho vào động thiên. Anh cho người chuẩn bị lò nướng, đích thân nướng đuôi Yêu Vương. Loại Yêu Vương tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm thế này, trong thịt toàn là tinh khí, gần như có thể hóa thành năng lượng hết. Nhưng thịt yêu có 3 phần độc, Ngô Bình lại luyện chế vài đan dược, cho mọi người uống trước rồi mới ăn đuôi yêu sau. Lúc đuôi yêu được nướng chín thì trời đã tối, phủ chiến vương bắt đầu bữa tiệc ăn thịt đuôi yêu vương. Trong phủ chiến vương rất hiếm Nam Đinh, ngoài Ngô Bình thì chỉ có Lam Minh. Đại phu nhân chủ trì buổi tiệc, để Ngô Bình ngồi bên trái, Lam Hân Nguyệt ngồi bên phải, con trai ruột là Lam Minh cũng chỉ có thể ngồi ghế thứ hai bên trái mà thôi. Đại phu nhân nếm thử, thịt vừa vào miệng đã tan, ăn xong thì mỗi một lỗ chân lông trên người đều phát sáng, tôi luyện thân thể. Đẹp người đẹp dáng, thần kỳ không tả xiết. Đại phu nhân cười nói, Ngô Bình, từ bây giờ trở đi cậu chính là chủ của nhà chúng ta. Ngô Bình sững sờ, theo lý mà nói thì anh chỉ là người tới ở rể, vốn không có địa vị gì cả. Không ngờ đại phu nhân lại nói anh là chủ nhà. Anh vội nói, phu nhân nặng lời rồi. Lúc đầu tôi và quận chúa giúp đỡ lẫn nhau, chỉ giả làm vợ chồng mà thôi. Bây giờ phủ chiến vương đã ổn định. Anh chưa nói hết lời thì đại phu nhân đã khẽ thở dài, bây giờ bọn ta mới biết được có một người đàn ông làm chủ gia đình là một chuyện tốt biết bao. Cậu Ngô, cậu thật sự không thích con gái Hân Nguyệt của tôi à? Ngô Bình lúng túng, không biết trả lời thế nào. Đại phu nhân nói tiếp, cậu Ngô, tôi biết cậu có vợ con ở quê nhà rồi. Nhưng không sao cả, phủ chiến vương không dám có bất kỳ yêu cầu gì với cậu cả. Chỉ cần cậu chịu tiếp tục làm chủ phủ chiến vương thì chúng tôi mới có thể an tâm. Lời của đại phu nhân rất rõ ràng, dù Ngô Bình muốn thế nào cũng được, chỉ cần anh chịu thừa nhận thân phận này là được. Lam Hân Nguyệt không còn e dè nữa, chồng, Hân Nguyệt nguyện ý theo anh, giúp chồng dạy con, hiếu thuận bố mẹ chồng. Ngô Bình chỉ gãi đầu, anh đang định nói gì đó thì Lam Minh nói, anh rể, anh đồng ý với nhà em đi. Cả nhà chúng ta tốt biết bao. Chị em thích anh, chúng em đều thích anh. Ngô Bình ho khan một tiếng rồi nói, được các vị yêu quý thế này. Được, tôi đồng ý với mọi người. Ấn tượng của anh với Lam Hân Nguyệt cực kỳ tốt, hơn nữa người đẹp thế này cũng xứng với anh. Nếu anh còn từ chối thì sẽ trở thành kẻ kiêu căng mất. Mọi người đều vui mừng không thôi. Đại phu nhân, cậu Ngô, sau này cậu chính là gia chủ của phủ chiến vương rồi. Người đâu? Đưa các thị nữ lên đây. Rất nhanh, 12 cô gái Xuân Thì Hoa Nhường Nguyệt Thẹn đã được đưa vào đại sảnh. Đại phu nhân cười nói, đây là những cô gái nhà lành được chọn từ đất phong, ai nấy đều thông minh xinh đẹp, sau này bọn họ chính là tỷ nữ thiếp thân của gia chủ. Ngô Bình cũng đã quen với những điều này rồi, anh gật đầu, phu nhân có lòng rồi. Đại phu nhân gật đầu với Hương Nhụy phu nhân và Nguyễn Ngọc phu nhân, hai người họ lập tức đứng dậy. Đại phu nhân khẽ than, năm xưa chiến vương vừa cưới hai em vào cửa thì đã phụng lệnh viễn chinh. Từ đó bọn họ luôn thủ tiết, vài năm trước tôi đã muốn tìm một nhà tốt cho bọn họ để sống cuộc đời mới. Nhưng hai em không chịu rời đi, kéo dài mãi đến bây giờ. Nếu gia chủ không chê thì có thể nhận bọn họ làm vợ bé. Ngô Bình sửng sốt, làm vậy cũng được à? Lam Hân Nguyệt chồng, Hương Nhụy và Nguyễn Ngọc đều trong trắng cả, băng khiết như ngọc. Nếu bọn họ gả ra ngoài phủ thì không tránh khỏi miệng đời dè bỉu. Thế nên em và mẹ bàn với nhau, quyết định để bọn họ làm vợ bé của anh. Như vậy bọn họ cũng có điểm tựa. Ngô Bình vội từ chối, không được. Họ là thiếp thất của chiến vương, được xem là bề trên của anh rồi.
Đại phu nhân liền nói, gia chủ, ở Hồng Hoa, con trai lấy mẹ kế, anh em lấy chị em dâu là chuyện bình thường, người khác sẽ không nói gì cả. Ngô Bình còn định từ chối, Lam Hân Nguyệt đã truyền âm chồng, mạng của họ là do anh cứu, nên họ đều nói sẽ không cưới ai ngoài anh. Trước mặt nhiều người thế này, nếu chồng không đồng ý thì hai người họ sẽ không có mặt mũi nào sống tiếp. Hương Nhụy và Nguyễn Ngọc đều mong chờ nhìn Ngô Bình, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Hôm nay cảnh Ngô Bình cứu họ ở trên phi hạm đã khiến hai cô gái cực kỳ chấn động. Năm xưa bọn họ còn chưa gặp được mặt của chiến vương, đương nhiên không thể nói gì đến chuyện tình cảm được, nhưng bọn họ có ấn tượng rất tốt với Ngô Bình. Sau khi được cứu về thì chủ động nói suy nghĩ của mình với đại phu nhân. Lời Ngô Bình định nói bèn nuốt lại, chỉ có thể nói cảm ơn hai vị giai nhân đã yêu thích. Hai cô gái biết anh đã đồng ý thì mừng rỡ, uyển chuyển bái anh. Đại phu nhân cười nói, tốt quá rồi. Tuy Ngô Bình đồng ý ngoài mặt nhưng trong lòng vẫn thấy như vậy là không hợp, anh định tạm thời đồng ý, đợi Hương Nhụy và Nguyễn Ngọc bình tĩnh lại thì trả tự do cho bọn họ, chọn một tấm chồng khác. Lam Sơ Nhan nở nụ cười, anh rể, đến lúc em tròn 16 tuổi cũng muốn gả cho anh. Ngô Bình suýt thì sặc, thế mà đại phu nhân lại nói, con bé này, chuyện này để sau hãng nói. Ngô Bình cảm thấy không thể tiếp tục ở đây nữa, anh lấy cớ muốn tu luyện nên vội vã rời khỏi bữa tiệc. Anh không hề biết chuyện chém đuôi yêu vương Thôn Thiên hôm nay đã truyền khắp Hồng Hoang, thanh thế của phủ chiến vương bỗng chốc được đẩy lên tầng cao mới, thậm chí còn hơn cả khi chiến vương còn sống. Phải biết rằng, yêu vương Thôn Thiên kia từng thống lĩnh hàng triệu yêu binh đại chiến với Hoàng Triều Hắc Thủy 3 năm dòng, sau cùng Hoàng Triều Hắc Thủy không chiếm được chút lợi thế nào. Ngược lại còn bị tổn thất nặng nề. Mà hôm nay, vị yêu vương khủng bố này bị chém đứt một cái đuôi, hoàng triều chấn động, người trong thiên hạ không một ai là không kinh hãi. Đêm đó, quân thần Hoàng Triều Hắc Thủy nghị sự xuyên đêm, bọn họ đưa ra một quyết định quan trọng. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Triều phái người đưa thánh chỉ tới, Hoàng Triều Hắc Thủy phong chàng trai đến ở rể Ngô Bình thành Ngô Vương, tiếp tục trấn thủ đất phong của chiến vương. Nhận được thánh chỉ, không chỉ mình Ngô Bình mà đến cả Lam Hân Nguyệt cũng bất ngờ, hoàng gia muốn làm gì vậy? Lôi kéo Ngô Bình à? Nhưng phủ chiến vương cũng có mật báo, chẳng bao lâu Lam Hân Nguyệt đã biết được nguyên nhân. Trong phòng riêng của Lam Hân Nguyệt, Ngô Bình hỏi, nghe ngóng được gì chưa? Lam Hân Nguyệt gật đầu, nhà mình có mật thám trong hoàng thất, là vì hoàng gia đã biết sự lợi hại của anh nên mới làm vậy. Sau khi nghị sự, bọn họ nhất trí cho rằng nếu tiếp tục đối đầu với phủ chiến vương thì với thực lực và uy nghiêm của phủ chiến vương bây giờ, rất có thể sẽ phản bội Hoàng Triều Hắc Thủy. Không chỉ vậy, nhất định phủ chiến vương sẽ bị những thế lực thù địch của Hoàng Triều Hắc Thủy lôi kéo. Ngô Bình mới vỡ lẽ ra, thì ra là vậy, thế thì không có gì kỳ lạ. Lam Hân Nguyệt mỉm cười, bây giờ anh đã là Ngô Vương rồi, là gia chủ một cách danh chính ngôn thuận rồi. Ngô Bình, nói vậy là sau này Hoàng Triều Hắc Thủy sẽ không gây khó dễ cho phủ chiến vương nữa phải không? Lam Hân Nguyệt, có chồng ở đây thì đương nhiên bọn họ sẽ không gây khó dễ rồi. Nói cho cùng, với thực lực chém đứt đuôi yêu vương của chồng, Hoàng Triều Hắc Thủy cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ngô Bình, đó không phải là thực lực của anh, nhờ phi thuyền anh mới làm được. Nói đến phi thuyền. Lam Hân Nguyệt nói, năm xưa phụ vương của em có được một chiếc phi thuyền khác nữa, chỉ là ông ấy không thể điều khiển được, nên cứ để mãi đó. Ngô Bình sáng mắt lên, ồ, còn có phi thuyền lợi hại hơn nữa à? Lam Hân Nguyệt, vâng, nói cho đúng thì trạng thái cấp cao của chiếc phi thuyền này là thành chiến tranh. Nghe nói là bảo bối được thần chiến tranh tạo ra, sau đó được đại thánh loài người sửa lại. Ngô Bình hứng thú hẳn, dẫn anh đi xem. Hai người bay lên không, bàn tay ngọc ngà của Lam Hân Nguyệt khẽ phất, một đạo kim quang bay ra từ trong chiếc nhẫn, đạo kim quang ấy hóa thành một chiếc chiến thuyền màu vàng kim. Chiếc chiến thuyền này cũng to xấp xỉ chiếc phi thuyền trước đó, bên ngoài bố trí đủ các loại vũ khí. Ngô Bình dùng khả năng nhìn thấu vạn vật của mình để quan sát, một lát sau anh bỗng lắc đầu, trước khi anh đột phá được cảnh giới đoạt thiên, e rằng không thể điều khiển nó được. Lam Hân Nguyệt không hề thất vọng. Cô ấy cười nói, không sao, sẽ có một ngày anh đột phá được cảnh giới đoạt thiên thôi.
Ngô Bình, chỉ bằng dùng thần cơ của anh thử thử. Dứt lời, anh phóng con rối thần cơ ra. Con rối thần cơ này là do Lỗ Ngọc dùng tài nguyên của cả đại thương để chế tạo ra. Thần cơ có thể tiến hóa, chủ nhân càng mạnh thì con rối cũng càng mạnh. Lúc đầu, Ngô Bình dùng nguyên thần để điều khiển thần cơ, nhưng bây giờ anh dùng dương thần để điều khiển thần cơ. Dương thần của anh đã được gột rửa qua 3 lần lôi kiếp, có thêm sự gia trì của đại trận vu đạo, đồng thời đã hoàn thành 5 tầng long biến, uy lực của nó đã hơn xa nguyên thần ban đầu rồi. Dương thần vào thần cơ, thiên dương chân hỏa bỗng cháy lên, con rối thần cơ bùng cháy, lột xác thành màu vàng kim. Trên bề mặt con rối tự động nổi lên các loại phù văn huyền diệu, còn bên trong nó thì có rất nhiều thần thông và trận pháp được kích hoạt. Một tiếng nổ lớn, Ngô Bình phát hiện trong con rối thần cơ này mở ra một thế giới linh đài vô cùng mạnh mẽ, gần bằng với đại thế giới linh đài của đạo quân. Nháy mắt, con rối thần cơ đã hóa thành người khổng lồ cao 1000 mét, nắm lấy hoang thiên chiến kích. Lúc này, cuối cùng anh đã có thể phát huy toàn bộ uy lực của hoang thiên chiến kích rồi. Thậm chí anh còn cảm thấy nếu bây giờ yêu vương thôn thiên xuất hiện, chắc chắn nó sẽ không chạy thoát được, nhất định sẽ bị anh giết chết. Lam Hân Nguyệt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, chồng ơi, đây là vật gì thế? Ngô Bình, con rối thần cơ, cần dùng nguyên thần để điều khiển. Anh càng mạnh thì nó càng mạnh, không có hạn chế cảnh giới nào. Nói xong, con rối thần cơ hóa thành hình dạng người bình thường, gương mặt cũng hóa thành mặt anh. Bây giờ, dù là người thân cũng không nhận ra đây là con rối thần cơ. Lam Hân Nguyệt sờ một cái, cười nói, giống hệt người thật. Dương thần của Ngô Bình ra khỏi con rối, nói với Lam Hân Nguyệt, anh không thích dùng thứ này, tránh ảnh hưởng việc tu hành của anh. Hân Nguyệt, anh tặng nó cho em đấy. Lam Hân Nguyệt ngơ ngác, tặng cho em ạ. Ngô Bình gật đầu, nó đã tiến hóa theo anh, kích hoạt được nhiều chức năng lợi hại. Dùng con rối thần cơ này, thực lực của em có thể đạt đến cấp bán bộ đại la, sau này có thể dễ dàng điều khiển phi thuyền hơn. Lam Hân Nguyệt, chồng. Vậy anh thì sao? Ngô Bình, anh không cần đến nó. Nào, bây giờ anh giúp em luyện hóa con rối thần cơ. Anh tặng con rối thần cơ cho Lam Hân Nguyệt là vì sợ lúc không có mình ở đây, phủ chiến vương không có năng lực tự bảo vệ. Có con rối thần cơ, anh tin cho dù cường giả mạnh như yêu vương thôn thiên có tới thì Lam Hân Nguyệt cũng có thể xoay sở được. Ngày hôm nay, phủ chiến vương đổi tên thành phủ Ngô Vương. Thân phận của Ngô Bình và Lam Hân Nguyệt cũng thay đổi. Lam Hân Nguyệt không còn là quận chúa nữa mà là vương phi của Ngô Bình. Ngô Bình không còn là người tới ở rể nữa mà trở thành Ngô Vương. Sau khi kết thúc buổi tiệc, Lam Hân Nguyệt ngượng ngùng vào phòng Ngô Bình. Ngày hôm nay, cuối cùng bọn họ cùng đã trở thành vợ chồng thật rồi. Ngô Bình ở lại phủ Ngô Vương với Lam Hân Nguyệt mấy ngày. Trong mấy ngày này, các khoản treo thưởng kếch xù cho đại vương Hắc Phong lục tục chảy vào túi, cộng lại cũng phải hơn 200 tỷ. Cộng cả số tiền lấy được trên người đại vương Hắc Phong cũng phải gần đến 500 tỷ đồng thần Long Gồ. Hơn nữa anh cùng kế thừa vùng đất phong của chiến vương, sau này tất cả thu nhập của đất phong đều là của anh. Thậm chí Lam Hân Nguyệt còn lấy ra 200 tỷ từ kho ra cho anh dùng, vì những thứ này đều là tư sản của anh. Mấy ngày nay, thân làm Ngô Vương nên anh cũng phải đi một vòng quanh đất phong của mình, quan sát dân tình. Anh phát hiện bà con sống trong đất phong đều không thoải mái, giống như Linh Xuyên, tài nguyên ở đất phong đều bị các thế lực to nhỏ chiếm hết. Vương phủ chỉ lo thu tiền thuế, còn việc bà con nhân dân sống thế nào, bọn họ không hề quan tâm. Ngô Bình có lòng muốn thay đổi việc này, nhưng Lam Hân Nguyệt nói vài câu đã khiến anh từ bỏ nỗ lực. Chồng, cục diện này đã duy trì vô số năm qua rồi. Nếu tiến hành cải cách triệt để thì sẽ khiến cả vùng đất phong loạn lên mất. Nếu vậy thì tính mạng của nhân dân sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Bình, Hân Nguyệt, vương phủ cũng có vùng đất mình trực tiếp quản lý đúng không? Lam Hân Nguyệt, vâng, có một ít, diện tích không bằng 1/20 diện tích đất phong nữa, nhưng khoáng sản dồi dào nhất. Mảnh đất này do một vị quản sự được vương phủ phái tới phụ trách. Ngô Bình, tra lại sổ sách một lượt. Ngày hôm nay, 42 quản sự phụ trách sổ sách tập trung ở đại sảnh, trình sổ sách mình quản lý cho Ngô Vương xem. Số sổ sách này nhiều đến nỗi có thể lấp đầy cả một căn phòng, quá nhiều lĩnh vực.
các quản sự Thu Chi đều cúi đầu, trong lòng chẳng lo sợ gì. Vì sổ sách họ ghi chép rất phức tạp, người thường muốn đọc hiểu còn khó chứ đừng nói đến việc kiểm tra nhiều sổ sách thế này, kiểm tra không hết nổi đâu. Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp vị vương gia mới này rồi. Ngô Bình chia ra 3.000 ý nghĩ, mỗi ý nghĩ giả soát một quyển sổ, sau đó tổng hợp lại. Trong đại sảnh, tất cả sổ sách tự động lật trang giữa không trung. Chớp mắt, Ngô Bình đã nhớ được nội dung của 3.000 sổ sách. Cứ như vậy, anh dùng nửa tiếng đồng hồ để giả soát hết tất cả sổ sách. Thông tin của mấy chục nghìn sổ sách xuất hiện trong thức hải của anh, vô cùng rõ ràng. Suy nghĩ vài giây, anh nói với Lam Hân Nguyệt, Hân Nguyệt, sổ sách trong phủ có vấn đề. Theo tính toán của anh, những năm qua có ít nhất 1/3 tiền tài đã bị đám người này đút vào túi riêng. Lam Hân Nguyệt cả kinh, 1/3 sao? Ngô Bình gật đầu, đây chỉ là tính riêng trên sổ sách, tình hình thực tế có lẽ còn nghiêm trọng hơn. Lam Hân Nguyệt tức giận, đám khốn nạn này. Ngô Bình, không cần phải tức giận, để anh giải quyết. Anh liếc quanh một lượt rồi nói, các vị quản sự, tôi cho các vị thời gian 3 ngày, số tiền nên trả thì bù cả vào, không trả được thì viết giấy nợ. Đừng ai có ý nghĩ cầu may, nhất cử nhất động của các người đều không qua được mắt bổn vương. Các quản sự Thu Chi đều hoảng hốt, lẽ nào bị anh phát hiện rồi sao? Ngô Bình lấy ra một quyển sổ, hỏi, mỏ vàng tiên ở núi Đông Bình là ai quản lý sổ sách? Một quản sự Thu Chi vội nói, là tôi ạ. Ngô Bình nhìn ông ta, Thu Chi của mỏ vàng tiên có vấn đề. Trên này chỉ rõ, sản lượng vàng sau khi chiến vương mất đã bị giảm mất 3 phần. Nhưng trên những sổ sách khác tôi phát hiện ra tiền chi trả cơm nước lại tăng, tiền mua công cụ khai thác cũng tăng lên nhiều, và nhiều manh mối khác nữa. Tôi có thể kết luận rằng, bây giờ sản lượng vàng ở mỏ vàng tiên đã tăng lên thêm 3 phần so với lúc chiến vương còn sống. Cứ như vậy, các ông đã nuốt đến một nửa số lượng vàng tiên. Tôi nói có đúng không? Quản sự Thu Chi này đã câu kết với người phụ trách mỏ vàng, âm thầm ăn bớt rất nhiều vàng tiên để bán ra bên ngoài, ai nấy đều kiếm được tiền rủng rỉnh đầy túi. Bây giờ bị Ngô Bình vạch trần nên sợ đến mất mật, quỳ rạp xuống đất. Vương gia tha mạng, tội của tôi đáng chết. Ngô Bình vô cảm, dù ông có chết cũng phải nôn hết tiền đã nuốt ra đây. Vâng, vâng, nhất định tôi sẽ giao lại toàn bộ. Ngô Bình, những kẻ dưới muốn tham ô được thì phải có các người che đậy. Tốt nhất các vị đều nên thành thật khai ra, nếu dám giấu giếm thì tội nặng thêm một bậc. Lam Hân Nguyệt, từng người một nói cho tôi. Trong mắt đám quản sự này, Vương Phủ và Ngô Bình đều là sự tồn tại vô địch, Ngô Bình nói vài câu đã khiến bọn họ ngoan ngoãn khai ra. Lam Hân Nguyệt vừa thẩm tra vừa sai thuộc hạ tới các nơi bắt người. Có quá nhiều người và việc liên quan, Lam Hân Nguyệt phái người tra thẩm một ngày một đêm, bắt được đến mấy chục nghìn người. Hơn nữa, việc này còn liên quan đến người bên nhà mẹ của đại phu nhân. May là Vương Phủ khá rộng lượng nhân từ, chỉ bắt đám người này trả tiền, không truy tội thêm nữa. Chỉ là tiền đã sớm bị họ tiêu bớt 1 phần, không thể lấy lại hết được. Mấy ngày tiếp theo sau, đám người này kéo nhau tới trả lại tiền của đã tham ô. Con số khiến người ta phải hoảng hốt, hơn 30 tỷ đồng thần long, mà con số này không bao gồm số tiền đám người này đã tiêu pha. Ngô Bình vừa chỉnh đốn Vương Phủ vừa tĩnh tâm tu luyện. Thời gian này anh đã trải qua nhiều việc, thu hoạch cũng rất nhiều, cũng đã có nhiều suy nghĩ hơn về cảnh giới vạn tượng, tầng thứ 2 của ý nghĩa thiên tượng. Hôm nay, trong lòng anh có linh cảm nên bay lên trên cao của đại lục Hồng Hoang, càng bay càng cao. Cuối cùng, anh nhìn thấy toàn cảnh của đại lục Hồng Hoang. Khác với đại lục Côn Luân, đại lục Hồng Hoang rộng lớn hơn nhiều, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao đều xoay chuyển bên trong nó. Hồng Hoang cực kỳ phức tạp, có rất nhiều thế giới duy độ cao tiềm ẩn trong nó. Anh tiếp tục bay lên cao, quan sát vật đổi sao rời. Thiên tượng biến hóa, trong lòng đã có được điều mình muốn. Anh ở trên cao nửa ngày trời, sau đó lại bỗng bay vút xuống, bảo Lam Hân Nguyệt mở thiên môn, anh tiếp tục vào thiên môn tu luyện. Anh có 33 ngày và 7 canh giờ tu luyện trong thiên môn, lần trước anh mới dùng có 2 ngày thôi, vẫn còn 31 ngày. Lúc này, anh phóng nhân cách tối thượng ra, tiếp tục lĩnh ngộ ý nghĩa vạn tượng tầng thứ 2, ý nghĩa thiên tượng.
Ý nghĩa thiên tượng chia làm ba cảnh giới tiểu thiên tượng, cảnh giới đại thiên tượng và cảnh giới vạn tượng. Trước đây anh đã lĩnh ngộ được tiểu thiên tượng, bây giờ anh muốn tiếp tục đột phá, lĩnh ngộ đại thiên tượng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong thiên môn dốc sức suy nghĩ ba ngày, cuối cùng anh đã đột phá đại thiên tượng, chẳng bao lâu sau đó đã đột phá được cảnh giới vạn tượng. Anh vốn định tu luyện tiếp nhưng thấy trong động thiên của mình, hạt giống có từ thời kỳ hỗn mang kia bắt đầu phát sáng. Ngô Bình chấn động, hạt giống này qua bao đời chủ nhân cũng không có thay đổi gì, sao bây giờ lại phát sáng thế? Lúc này, bên ngoài thiên môn vang lên tiếng của Lam Hân Nguyệt. Anh ra khỏi thiên môn, thấy Lam Hân Nguyệt vô cùng sốt sắng, chồng ơi, trên trời rơi xuống một tảng đá thần to bằng một ngọn đồi. Ngay trong đất phong của Vương Phủ, đã có rất nhiều cao thủ nhận được tin tới đó rồi. Em đã phái phi thuyền canh chừng xung quanh, nhưng người tới ngày càng nhiều, thực lực cũng càng lúc càng mạnh, e là bọn em không trụ nổi nữa. Ngô Bình cả kinh, tảng đá thần to bằng ngọn đồi sao? Được, dẫn anh tới đó. Phải biết rằng, một cục đá thần to bằng nắm đấm thôi là đã có thể sinh ra bảo dược, thần dược không tầm thường rồi, nếu đá thần to bằng ngọn đồi thì nó là vô giá. Hai người bay lên không, chẳng mấy chốc đã tới vùng sa mạc ở rìa phía tây đất phong. Nơi này vốn khắc nghiệt, vì sự xuất hiện của đá thần mà trên sa mạc đã có rất nhiều người tới. Đứng từ phía xa, Ngô Bình đã nhìn thấy tảng đá thần cao mấy trăm mét nằm trên đất. Trên tảng đá tầng toàn là vết nứt, có chỗ đã bị vỡ, rơi xuống đất. Phía trên tảng đá thần khổng lồ được phi thuyền bao bọc, khiến các tu sĩ e dè không dám tới gần. Ngô Bình nhìn qua, phất tay một cái, xung quanh tảng đá thần xuất hiện một màn sương mù, bao phủ tảng đá lại. Anh đáp lên trên đỉnh, phát hiện đây đúng là một tảng đá thần khổng lồ, hơn nữa còn có chất lượng cực cao. Anh không nói gì, lập tức hút tảng đá thần vào trong động thiên. Thu tảng đá thần xong, anh hỏi, Hân Nguyệt, ở Hồng Hoang thường xuyên có đá thần rơi xuống à? Lam Hân Nguyệt, cũng đôi khi, nhưng đây là lần đầu tiên đá thần rơi vào trong địa giới của Vương Phủ. Hơn nữa tảng đá này cũng to quá, đá thần rơi vào nhà người khác thường cũng chỉ to bằng nắm đấm, to nhất cũng cỡ một cánh cửa thôi. Rơi xuống một tảng đá thần cao mấy trăm mét thế này cũng rất hiếm thấy trong lịch sử dài dằng dặc của Hồng Hoang. Ngô Bình, lúc phát hiện ra tảng đá thần nên lập tức thu nó vào. Lam Hân Nguyệt, tảng đá thần quá nặng, pháp khí chứa đồ của bọn em không chịu được. Đúng là vậy, lúc Ngô Bình hút tảng đá thần vào, anh đã biết nó là một vật vô cùng nặng, pháp khí chứa đồ của người thường hoàn toàn không chứa được. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng tức giận, Phủ Chiến Vương các người vô lý quá đấy. Món đồ này là trời ban, ai nhìn thấy đều có thể chia sẻ, dựa vào cái gì mà Phủ Chiến Vương các người độc chiếm. Nghe lời này, Ngô Bình phất tay áo, màn sương mù tản đi. Xung quanh đông nghịt người, trong đó có một người đàn ông cao lớn, tóc đỏ lớn tiếng chỉ trích anh. Ngô Bình nhìn chằm chằm người kia, cười khẩy, Phủ Chiến Vương bây giờ đã đổi thành Phủ Ngô Vương rồi, tôi là Ngô Vương. Hình như anh bất mãn với Bổ Vương. Người đàn ông tóc đỏ hừ một tiếng, Ngô Vương, dù anh có là vương là tướng thì cũng không thể độc chiếm tảng đá thần được. Ngô Bình lạnh lùng, trong đất phong của Bổn Vương, tất cả mọi thứ đều là của Bổn Vương. Người đàn ông tóc đỏ cười khẩy, nhiều người thế này đều nhìn thấy tảng đá thần, anh muốn độc chiếm e là không dễ vậy đâu. Ngô Bình, đúng thế, Bổn Vương muốn độc chiếm đá thần đấy, anh không phục à? Sắc mặt người đàn ông tóc đỏ thay đổi, nói, Ngô Vương, anh làm vậy sẽ khiến mọi người tức giận. Bốp! Ngô Bình tát bay người kia, đầu lệch hẳn sang bên khiến hắn hét lên vì đau. Anh đạp một phát, dẫm kẻ kia xuống đất, anh là cái thá gì mà cũng dám vô lễ với Bổn Vương. Trên chân có đầy kiếm khí, chớp mắt đã nghiền nát đạo căn linh đài của kẻ đó, hắn kêu lên đau đớn, tu vi mất sạch. Anh, hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ngô Bình, cút ra khỏi đất phong của Bổn Vương, nếu không Bổn Vương sẽ khiến người chết hẳn. Uy phong quá, anh cũng định giết cả Bổn Hoàng tử à? Bỗng nhiên, trong đám người có một chàng trai bước ra, khoác áo choàng vàng, cổ tay áo có ký hiệu hoàng gia. Nhìn thấy kẻ đó, Lam Hân Nguyệt khẽ nói, chồng, người này là nhị thập cửu hoàng tử của Hoàng triều Hắc Thủy.
Luyện Vân Nhạc. Ngô Bình quan sát anh ta, hoàng tử. Sao chứng minh được anh là hoàng tử? Luyện Vân Nhạc tức giận, thân phận hoàng tử vô cùng tôn quý, ai dám giả mạo? Ngô Vương, gan ngươi lớn thật đấy, dám nghi ngờ thân phận của bổn hoàng tử. Ngô Bình, yêu quái giỏi biến hóa, tôi thấy anh chính là yêu quái biến thành. Luyện Vân Nhạc tức đến đau ruột nhưng anh ta biết Ngô Bình cố ý làm vậy nên gằn giọng, Ngô Vương, có tin tôi tới tố cáo với phụ vương để người cắt tước vị vương của anh không? Ngô Bình cười nhạt, cắt tước vị của tôi. Không sao cả, anh muốn cắt thì cắt, nhưng tốt nhất anh nên nghĩ cho kỹ, anh có mạnh hơn yêu vương thôn thiên không? Lời này vừa thốt ra, Luyện Vân Nhạc thầm hoảng loạn. Yêu vương thôn thiên có thể đối đầu với cả hoàng triều Hắc Thủy, thực lực không thể xem thường. Cường giả như vậy mà lại bị Ngô Vương này chém đứt một cái đuôi. Khí thế Luyện Vân Nhạc yếu hẳn xuống, Ngô Vương, bổn hoàng tử đang cần đá thần, anh có thể. Đồ của bổn vương, một chút cũng không cho anh, Ngô Bình không đợi anh ta nói hết câu đã từ chối, tên Luyện Vân Nhạc này rất sĩ diện nên sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Trong đám người bỗng vang lên một giọng nói, chỉ một vương gia nho nhỏ, có gì ghê gớm. Mọi người cùng lên, giết hắn rồi chúng ta chia đá thần. Dứt lời, trên không xuất hiện bốn tia sáng đánh thẳng về phía Ngô Bình. Ngô Bình cười gằn, minh thương. Trên đầu anh phóng ra một đạo kiếm quang, hướng về phía bốn tia sáng kia. Chỉ chớp mắt, bốn tia sáng kia đều tan biến, kiếm quang không hề biến mất, lại tiến thẳng về phía bốn kẻ đã ra tay kia. Nhưng lúc kiếm quang đánh đi thì anh cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, một luồng sức mạnh quái dị bao trùm lấy anh, có người hạ lời nguyền với anh. Quanh thân anh bùng cháy lên lửa thần hỗn mang, nháy mắt đã thiêu rụi lời nguyền. Cùng lúc đó, anh bỗng nhìn chằm chằm vào một bà cụ đứng trong đám người. Bà cụ cầm một con rối gỗ nhỏ, đang niệm chú. Bà ta bị Ngô Bình nhìn một phát thì bỗng kêu thảm, thất khiếu chảy máu, lập tức ngã lăn ra đất, toàn thân co quắp. Vù! Kiếm quang chém tới, bốn kẻ ra tay kia đều là cường giả cấp bậc chân tiên, nhưng không một ai đỡ được nhát kiếm này, chết tại chỗ, đầu lìa khỏi xác. Bốn kẻ chết, một người bị thương, những người khác thì hoảng hốt, chia ra bốn phía bỏ chạy như ong vỡ tổ. Sắc mặt Luyện Vân Nhạc khó coi, anh ta hừ một tiếng, Ngô Vương, sau này gặp lại, nói xong anh ta cũng rời đi. Ngô Bình chẳng buồn để ý tới anh ta, dẫn Lam Hân Nguyệt về Vương Phủ. Về đến Vương Phủ, anh lấy ra vài mảnh vụn của đá thần để nghiên cứu. Anh phát hiện trong tảng đá thần này không chỉ có một loại, có tất cả đến 7 loại đá thần trong tảng đá này. Anh hỏi Lam Hân Nguyệt, đá thần này bao nhiêu tiền một lạng? Lam Hân Nguyệt, đắt đỏ lắm, một lạng đá thần ít nhất cũng phải hàng triệu đồng thần long. Ngô Bình nói, nhưng không thể bán đá thần này được, anh muốn dùng nó để trồng dược liệu. Thần nông cốc kia là của anh, nếu đưa số đá thần này vào thần nông cốc, thiết nghĩ sẽ sinh ra được nhiều thần dược, bảo dược hơn. Lam Hân Nguyệt, chồng, đá thần này có giá trị rất cao, bây giờ chuyện đã đồn khắp rồi, anh mau rời khỏi đây một thời gian, đợi thời gian sau hãy về lại Hồng Hoang. Ngô Bình cũng biết mình mang đồ quý giá trên người sẽ bị nhòm ngó nên gật đầu, em nói cũng đúng. Vậy anh tới thần thổ thông thiên một chuyến, gặp Hỗn Thiên Đại Đạo Quân. Từ biệt mọi người trong vương phủ xong, anh lại tới điện xích minh của thần thổ thông thiên. Hỷ Liên Thắng ra đón, công tử, điện chủ đang bế quan. Ngô Bình, Hỷ trưởng lão, tôi cũng không có chuyện gì, muốn tới thần nông cốc xem thử. Đúng rồi, thần thổ thông thiên có trận vận chuyển với viện chu tước chứ? Đường Băng Vân tu luyện ở viện chu tước, tuy anh nhờ quan hệ chăm sóc cô ấy nhưng vẫn không yên tâm, bây giờ muốn tới thăm thử. Hỷ Liên Thắng cười nói, có, công tử muốn đến viện chu tước sao? Ngô Bình, vợ tôi ở đó. Hỷ Liên Thắng, dù sao viện chu tước cũng không nằm trong phạm vi quản hạt của điện Hỗn Thiên chúng ta, nếu công tử muốn thì tôi có thể nghĩ cách chuyển người từ bên đó sang đây. Ngô Bình, không vội, tôi đi một chuyến rồi tính sau. Nói vài câu xong, anh tới thần nông cốc trước. Trước lối ra vào thần nông cốc có hai trưởng lão đứng canh, họ thấy Ngô Bình tới thì cùng hành lễ. Là đệ tử nòng cốt của điện Hỗn Thiên,
địa vị của Ngô Bình còn trên cả thượng trưởng lão, nên đương nhiên hai người này rất khách sáo với anh. Tách mây mù ra, anh vào trong cốc. Thần nông cốc rất rộng lớn, bên trong có vô số trận pháp nhỏ, hấp thu linh khí từ các thế giới duy độ cao nên dược liệu ở đây rất nhiều. Lần trước anh chỉ đi vòng vòng ở rìa bên ngoài, lần này anh quyết định đi sâu vào trong xem thử. Đi được một đoạn, anh nhìn thấy một gốc tử đằng quấn quanh mấy cột đá cao lớn, trên đó có treo lủng lẳng một quả bí đỏ to bằng đầu người, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Anh cũng không biết quả bí đỏ này, nhưng anh có thể cảm nhận được lực sinh mệnh của gốc tử đằng vô cùng kinh người, hơn nữa nó còn cực kỳ nguy hiểm. Anh sửa soạn lại áo quần rồi chắp tay vái tử đằng, làm phiền tiền bối rồi. Tử đằng khẽ động đậy, một giọng nói vang lên, cậu cũng hiểu lễ nghĩa đấy, không giống mấy tên ngu xuẩn kia, vào đây đụng hết cái này tới cái khác. Ngô Bình, chắc tiền bối đã ở đây rất lâu rồi ạ. Tử đằng, ta vốn là một gốc tiên đằng viễn cổ, được thần nông mang đến đây, nên ta ở đến bây giờ. Ngô Bình, thì ra thần nông cốc này có liên quan đến thần nông thật. Tử đằng, năm xưa thần nông đại đế thử hết bách thảo và soạn ra thần nông kinh. Để nghiên cứu hiệu quả của hàng trăm loại dược, ông ấy tạo nên bách thảo viên. Thần nông cốc này vốn là một phần của bách thảo viên khi xưa. Ngô Bình hỏi, chỉ là một phần thôi ạ, những phần khác ở đâu? Tử đằng, trong chiến tranh bị những kẻ xâm lăng hủy hoại rồi. Trong trận chiến đó, thần nông đã chết. Ngô Bình im lặng rồi nói, đến được đất của thần nông, là vinh hạnh lớn nhất của vãn bối. Tử đằng, chàng trai, ở đây ngoài ta ra thì vẫn còn vài thứ cổ xưa nữa, tính nết bọn nó không tốt lắm, cậu phải cẩn thận chút. Ngô Bình cười nói, vãn bối tới đây không hề có chút ác ý nào. Anh nhìn tử đằng một cái rồi lấy một miếng đá thần to bằng cái thớt từ trong động thiên ra đặt lên đất. Lần đầu gặp mặt, đây là món quà nhỏ vãn bối tặng tiền bối. Tử đằng nhìn thấy đá thần thì kinh ngạc nói, đá thần to quá, hơn nữa năng lượng của nó còn vô cùng thuần túy, ta đang cần thứ này. Chàng trai, cậu thật sự tặng nó cho ta sao? Ngô Bình, đương nhiên rồi ạ, sau này mong tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Sau một thoáng im lặng, tử đằng nói, lần trước có một thằng nhóc tên Hỗn Thiên vào đây, bị ta dạy dỗ cho một hồi. Nhưng cậu ta cũng hiểu chuyện, thấy đánh không lại ta nên ngoan ngoãn hẳn. Cậu biết cậu ta không? Ngô Bình ngỡ ngàng, tiền bối đánh Cơ Tiên Bằng ạ. Tử đằng, hình như cậu ta tên Cơ Tiên Bằng. Người này thực lực bình thường như công pháp tu luyện cũng khá hay. Ngô Bình kinh ngạc hỏi, không ngờ thực lực của tiền bối lại cao đến vậy, đến đạo quân cũng không phải là đối thủ của tiền bối. Tử đằng, không nói chuyện này nữa. Ta không thể lấy không đồ của cậu được, cậu có điều kiện gì thì cứ nói với ta. Ngô Bình, tiền bối, nghe tiền bối nói vậy là ở đây còn mấy vị tiền bối lợi hại nữa, tiền bối có thể giới thiệu sơ qua cho vãn bối được không ạ? Không giấu gì tiền bối, thần nông cốc này bây giờ là tài sản riêng của vãn bối, sau này nếu tới đây hái dược liệu sẽ không tránh khỏi việc gặp mặt, lo lót quan hệ trước cũng là một chuyện nên làm. Tử đằng, từ đây đi thêm 20 dặm cậu sẽ gặp một gốc hồ lô thất bảo. Hồ lô thất bảo còn lớn tuổi hơn cả ta, nghe nói là linh căn trời đất được sinh ra thời kỳ đầu hồng hoang. Tính nết của hồ lô thất bảo khá kỳ quái, không thích người lạ. Ngô Bình, vãn bối biết rồi, mong tiền bối đánh tiếng trước với thất bảo tiền bối, nói vãn bối muốn tới chào hỏi. Tử đằng, được, cậu chờ một chút. Nửa phút sau. Tử đằng nói, thất bảo tiền bối không muốn gặp cậu, xin lỗi nhé, ta không giúp gì được. Ngô Bình cũng không thất vọng, anh nói, vậy vãn bối không làm phiền nữa, chỉ hái thuốc quanh đây thôi. Tử đằng, cậu cứ tự nhiên. Ngô Bình đi vòng vòng trong phạm vi thế lực của tử đằng, gặp được dược liệu nào đáng để nuôi dưỡng thì anh bón phân, thúc đẩy nó lớn nhanh nếu gặp được liệu quý hiếm thì anh sẽ đặt một ít đá thần dưới gốc. Bận rộn hơn một ngày, anh ca ó từ. Trước khi đi anh chỉ hái vài dược liệu có thể dùng được. Ra khỏi thần nông cốc, anh bảo Hy Liên Thắng dẫn đường, thông qua trận vận chuyển tới viện Chu Tước của tiên giới. Viện Chu Tước là một trong bốn viện, do ba đại thế gia của thần Thổ Thông Thiên cùng nâng đỡ. Tới tiên giới, Ngô Bình cảm thấy khí tức ở đây khác hẳn với Hồng Hoang. Lúc ở Hồng Hoang, anh cảm thấy rất thoải mái,
nhưng tới tiên giới thì không còn nữa. Ta khỏi trận vận chuyển, trưởng lão phụ trách trông coi trận vận chuyển hỏi anh tới đây làm gì. Sau khi biết anh là đệ tử nòng cốt của Điện Hỗn Thiên thì mấy vị trưởng lão khách sáo hẳn. Trận vận chuyển nằm ở rìa phía tây viện Chu Tước, dân cư thưa thớt, vì người qua lại giữa thần thổ thông thiên và viện Chu Tước không nhiều, đa phần thời gian không có ai dùng đến trận pháp này. Vừa bước ra ngoài anh đã lập tức liên lạc với Đường Băng Vân. Lúc trước anh có để lại một ngọc phù truyền tin cho Đường Băng Vân, chỉ cần khoảng cách không quá xa thì sẽ có thể liên lạc được. Chẳng mấy chốc, bùa ngọc đã phát ra giọng nói vui mừng của Đường Băng Vân, Huyền Bình. Anh tới tiên giới rồi à? Ngô Bình cười đáp, nhớ em rồi nên tới thăm em. Em ở viện Chu Tước à? Đường Băng Vân, em đang lịch luyện với đồng môn ở Động Vạn Yêu, vài ngày nữa mới về. Ngô Bình, được, anh tới tìm em, đến nơi anh sẽ liên lạc. Lúc này, anh nhìn thấy một đệ tử ăn mặc giống người của viện Chu Tước đi qua. Bèn hỏi, người anh em này, anh biết Động Vạn Yêu ở đâu không? Người này trố mắt nhìn Ngô Bình, đến Động Vạn Yêu mà cũng không biết, anh là người mới à? Ngô Bình cười, tôi vừa đến viện Chu Tước. Người này tỏ vẻ khinh thường, Động Vạn Yêu là nơi các đệ tử ưu tú tới lịch luyện, anh không có tư cách đi đâu, hỏi cũng vô dụng. Ngô Bình, mong anh chỉ chỗ giúp. Người này chỉ về một hướng. Nói, đi 19.000 dặm về phía đó là lối vào Động Vạn Yêu. Nói là Động Vạn Yêu nhưng nó là một thế giới dưới lòng đất cực kỳ rộng rãi, bên trong nguy hiểm trùng trùng. Nhưng yêu đan rất có giá trị, nếu giết được yêu quái trong đó thì có thể lấy yêu đan đi đổi lấy tài nguyên tu luyện. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn. Nói xong anh hóa thành một tia sáng, bay về phía trước. Đệ tử kia giật cả mình, ngơ ngẩn cả buổi mới lẩm bẩm. Khí tức mạnh quá, độn thuật quá cao siêu, anh ấy là ai vậy? Trên đường đi, anh lại hỏi Đường hai người dân bản địa nữa, cuối cùng cũng tìm được Động Vạn Yêu. Động Vạn Yêu không thuộc về viện Chu Tước, nó nằm trong phạm vi kiểm soát của tiên đình. Bên ngoài Động Vạn Yêu có thiết lập cấm chế mạnh mẽ và cổ xưa, cấm chế này có thể ngăn yêu quái trong Động Vạn Yêu xông ra ngoài. Đồng thời, muốn ra vào Động Vạn Yêu cũng phải có được sự cho phép của những người này. Lối ra vào Động Vạn Yêu có xây một tòa đại điện. Ngô Bình nghe ngóng được, tu sĩ đi một mình muốn vào Động Vạn Yêu phải nộp một số tiền lớn. Hơn nữa yêu đan lấy được trong Động Vạn Yêu cũng chỉ được bán cho bọn họ, không được lén mang ra ngoài bán cho người khác. Đương nhiên, giá của bọn họ thấp hơn nhiều so với thị trường, chỉ bằng 6 phần 10 giá thị trường, có nghĩa là ngồi không chiếm 4 phần lợi nhuận của tất cả yêu đan. Nhưng những tổ chức như viện Chu Tước vào trong thì không cần phải bán yêu đan cho bọn họ. Dù sao thì chống lưng cho viện Chu Tước là thần thổ thông thiên, bối cảnh rất mạnh. Ngô Bình tới lối ra vào, quan viên tiên đình phụ trách thu phí hỏi, tên, tới từ đâu? Ngô Bình nói, thần thổ thông thiên, đệ tử nòng cốt của Điện Hỗn Thiên, Ngô Bình. Quan viên kia nghe nói là đệ tử nòng cốt của trung tâm thần thổ thông thiên cũng không kinh ngạc. Dù sao ông ta cũng thường xuyên gặp các đệ tử của những môn phái tới đây, bèn nói, phí 100.000 đồng thần long, thời gian 3 ngày. 3 ngày sau chưa ra thì thu thêm mỗi ngày 50.000 đồng thần long. Ngô Bình, được. Người kia đưa cho Ngô Bình một thẻ bài, cầm nó cậu có thể ra vào Động Vạn Yêu. Người này không nhắc đến chuyện bắt buộc phải bán yêu đan cho ông ta. Dù sao đây không phải là yêu cầu của tiên đình. Mà chỉ là quy tắc bọn họ tự đặt ra thôi. Bọn họ lừa mấy tu sĩ bình thường không sao, nhưng nếu gặp các thiên kiêu tới từ những thế lực lớn ở thần thổ thông thiên thì không dám tùy tiện đắc tội. Cầm thẻ bài, anh vào một thông đạo, đi một đoạn trong thông đạo thì phía trước xuất hiện một kết giới mạnh mẽ. Thẻ bài trong tay anh phát sáng, cơ thể dễ dàng đi xuyên qua kết giới. Tiếp tục đi thêm mấy trăm mét, phía trước bỗng sáng sủa hẳn. Một khu rừng dưới đất rộng lớn xuất hiện trước mặt anh. Vì thiếu ánh sáng nên lá cây trong rừng này có đủ thứ màu, còn có thể hơi phát sáng, thế cho nên môi trường dưới lòng đất không phải hoàn toàn tối tăm. Ngô Bình, Băng Vân, anh vào Động Vạn Yêu rồi. Đường Băng Vân nói, Huyền Bình, bọn em tìm được một hang động của đại yêu, bây giờ đân ẩn náu ở đây. Ngô Bình, em ở yên đó đợi anh, một lát anh sẽ tới ngay. Bùa ngọc của anh có chức năng định vị,
nhờ đó mà anh có thể dễ dàng tìm được đường băng vân. Lúc này, trong một động hình thành từ thạch anh, đường băng vân đang ở cùng với 7 đồng môn viện Chu Tước nữa. Trước đó bọn họ gặp phải một con yêu quái rất lợi hại, bất đắc dĩ mới tới đây trốn. May là chỗ này kín đáo, con yêu quái lợi hại kia không tìm được bọn họ. 7 vị đồng môn còn lại của đường băng vân có 5 nam 2 nữ, bọn họ đều là đệ tử ưu tú của viện Chu Tước giống đường băng vân. Nhưng trong 8 người này, tố chất của đường băng vân là tốt nhất. Chỉ là cô ấy nhập môn hơi muộn, tu vi không bằng những người này. Ví dụ tu vi của đại sư huynh trong 7 người này từ lâu đã đạt đến cảnh giới thần tiên. Hai cô gái cũng đều là nữ đệ tử xinh đẹp nhất viện Chu Tước, bọn họ đều thầm mến mộ đại sư huynh. 4 chàng trai còn lại có 2 vị hư tiên, 2 vị địa tiên bất tử. Nhìn thấy đường băng vân liên lạc với người ngoài, một chàng trai nói, băng vân sư muội, muội liên lạc với ai vậy? Anh ta cũng đang ở trong động vạn yêu sao? Trên mặt đường băng vân tràn ngập nét vui vẻ, cô ấy gật đầu, vâng, anh ấy là chồng chưa cưới của em. 5 chàng trai nhìn nhau, từ lúc đường băng vân tới viện Chu Tước, mấy người bọn họ đều sinh lòng mến mộ cô ấy. Một cô gái vừa có tố chất tốt vừa xinh đẹp, ai lại không thích. Nhưng tiếc là đường băng vân luôn nói mình đã có chồng chưa cưới, người luôn được đường băng vân nhắc đến nay đã xuất hiện rồi. Đại sư huynh cười nói, thì ra chồng chưa cưới của sư muội tới rồi, chúng ta nhất định phải chào đón nồng nhiệt mới được, dù sao người ở những nơi nhỏ bé tới cũng chưa trải sự đời nhiều. Câu này khiến đường băng vân thấy không vui lắm, nhưng cô ấy không nói, chỉ mong Ngô Bình mau tới thôi. Ngô Bình xác định vị trí trên bùa ngọc xong, chẳng bao lâu sau đã tới gần. Lối vào hang động bị dây leo phủ kín, anh vừa tới nơi đã có một cái bóng trắng từ bên cạnh nhào tới với tốc độ cực nhanh. Anh giơ tay chộp thì bắt được một con báo có xương mọc bên ngoài cơ thể, nó dài tầm 10 mét. Nhưng lúc nó nhào về phía Ngô Bình thì anh đã hóa thân thành người khổng lồ cao 1000 mét rồi, anh nắm nó trong lòng bàn tay. Con cốt ly sợ run bần bật, ngây ngốc nhìn Ngô Bình. Ngô Bình không giết nó, chỉ vứt nó sang một bên. Con cốt ly lăn vài vòng trên đất rồi nằm phục xuống đất tỏ thái độ thần phục với Ngô Bình. Ngô Bình không quan tâm tới nó, hóa thành một anh chàng đẹp trai cao 1m8, vén dây leo ra đi vào trong. Lúc này, vị đại sư huynh kia đang nhìn chằm chằm lối ra vào. Ngô Bình vừa xuất hiện, gã đã chỉ tay ra, một tia sáng màu xanh biếc đánh lên người Ngô Bình. Thân là thần tiên, tu vi của gã rất cao, một chỉ tay này đã có thể dễ dàng giết chết một địa tiên cảnh giới động thiên. Đường băng vân hoảng hốt, Huyền Bình. Tia sáng vừa đánh lên thân mình thì đã bị phản xạ đi nơi khác, hoàn toàn không thể làm anh bị thương. Ngô Bình hơi bất ngờ, anh nhìn đại sư huynh đang đứng ngây ra như phỗng hỏi, sao anh lại đánh tôi? Đường băng vân đã chạy tới nơi, ôm chầm lấy người đàn ông của mình, mừng đến rơi lệ. Ngô Bình khẽ vỗ vai cô ấy, anh cười nói, băng vân, có nhớ anh không? Đường băng vân đấm yêu vào ngực anh, sẵng giọng nói, bây giờ mới tới tìm em. Em phải phạt anh. Ngô Bình, được, em muốn phạt thế nào cũng được. Nhìn thấy Ngô Bình ôm eo đường băng vân, tình trạng ý thiếp, sắc mặt 5 chàng trai đều khó coi. Vị đại sư huynh kia ho khan một tiếng rồi nói, băng vân, không giới thiệu với bọn anh à. Ngô Bình để ngang tay lại cho đường băng vân ngồi lên cánh tay phải của mình, còn đường băng vân thì ôm chặt cổ anh, cười tươi rói. Huyền Bình, đây là đại sư huynh của viện Chu Tước, Khang Ý Thành. Những vị này cũng là sư huynh, sư tỷ của em. Sau đó cô ấy lần lượt giới thiệu từng người. Ngô Bình khẽ gật đầu, chào mọi người. Đường băng vân, các sư huynh, sư tỷ, đây là chồng chưa cưới của em, Ngô Bình. Khang Ý Thành nhìn một chàng trai khác, người này tên là La Ngân Hầu, là một trong những kẻ theo đuôi gã. La Ngân Hầu lập tức hiểu ý của đại sư huynh, hắn cười nói, không biết anh Ngô đến từ môn phái nào. Có muốn gia nhập viện Chu Tước của chúng tôi không? Viện Chu Tước thuộc thần thổ thông thiên, nếu tố chất tốt thì tương lai sẽ có cơ hội vào trung tâm thần thổ thông thiên tu luyện. Ngô Bình đang định trả lời thì một nữ đệ tử cười khẩy, hạ giới thì có tông môn nào tốt chứ? Đương nhiên là mấy tông môn tạp nham rồi. Cô gái này trông cũng xinh đẹp, vẻ ngoài có thể chấm 9 điểm, cô ta tên là Viên Như Quân,
là người theo đuổi Khang Ý Thành. Vốn dĩ thái độ của Khang Ý Thành đối với cô ta không tệ, nhưng từ khi Đường Băng Vân tưới, Khang Ý Thành không thèm để ý tới cô ta nữa. Điều này khiến cô ta vô cùng đố kỵ với Đường Băng Vân, thường xuyên đối đầu với Đường Băng Vân. Bây giờ nhìn thấy chồng chưa cưới của Đường Băng Vân xuất hiện, trong lòng cô ta rất khinh thường, buông lời mỉa mai. Tuy Đường Băng Vân và Ngô Bình chưa gặp mặt nhưng bọn họ thường xuyên nói chuyện trên mạng, thế nên cô ấy cũng biết tình hình của Ngô Bình. Cô ấy nhìn Viên Như Quân, hỏi Ngô Bình, Huyền Bình, anh ở tông môn nào vậy? Ngô Bình, lúc trước có tới học phủ truyền kỳ, sau này lại tới Hồng Hoang một chuyến, tiện thể gia nhập Điện Hỗn Thiên. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, học phủ truyền kỳ. Điện Hỗn Thiên. Viên Như Quân kia nói, không thể nào. Gia nhập được vào học phủ truyền kỳ phải là thiên kiêu với tình anh, chồng chưa cưới của cô là cái thá gì, anh ta cũng xứng gia nhập vào đó à? Trước đây cô ta nói thế nào Đường Băng Vân cũng có thể nhịn, dù sao mọi người cũng là đồng môn ở viện Chu Tước, còn phải gặp nhau nhiều. Nhưng lúc này cô ta nói vậy với Ngô Bình thì Đường Băng Vân bỗng nổi giận. Viên Như Quân, với trí tuệ và cấp bậc của chị thì đương nhiên không thể nhìn ra được điểm lợi hại của Huyền Bình nhà tôi rồi. Vậy tôi nói cho chị biết nhé, chồng chưa cưới của tôi là đệ tử có thành tích nhập học đứng đầu học phủ truyền kỳ đấy. Thế nên một nửa tài nguyên của học phủ truyền kỳ bây giờ là của anh ấy đấy. Mọi người thầm kinh hãi, đứng đầu học phủ truyền kỳ. Anh ta sao? Viên Như Quân ngây ngốc, lẩm bẩm cô nói dối, đứng đầu học phủ truyền kỳ. Đến cả thiên kiêu của thần thổ thông thiên cũng không làm được. Đường Băng Vân thờ ơ nói, thế nên chồng chưa cưới của tôi là thiên kiêu siêu cấp, anh ấy ở tầng lớp mà chỉ có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Khang Ý Thành cực kỳ đố kỵ, anh Ngô còn là đệ tử của thần thổ thông thiên nữa à? Ngô Bình, không lâu trước đây tôi vừa gia nhập vào Điện Hỗn Thiên. Nói rồi anh đưa huy hiệu của mình ra. Huy hiệu của đệ tử nòng cốt ở thần thổ thông thiên rất đặc biệt, vừa nhìn là biết ngay. Mấy người hít sâu một hơi, đồng loạt lui vài bước, sau đó cung kính hành lễ, bái kiến Ngô sư huynh. Đệ tử nòng cốt là ai? Đến viện chủ của bọn họ gặp anh thì cũng phải khách sáo đấy, vì đệ tử nòng cốt tương lai sẽ trở thành trụ cột của thần thổ thông thiên, tiền đồ rộng mở. Ngô Bình bảo, không cần đa lễ. Lúc này sắc mặt Viên Như Quân đã trắng bệch, cô ta đã làm gì thế này, châm chọc đệ tử nòng cốt của thần thổ thông thiên phía Tây, cô ta điên rồi ư. Viên Như Quân vội nói, sư huynh, vì không biết thân phận của anh, mong anh đừng trách tội. Ngô Bình phớt lờ cô ta, đoạn hỏi, Băng Vân, nếu em muốn về tổng bộ thần thổ thông thiên để tu luyện, anh có thể nói với điện chủ một tiếng, để điện chủ sắp xếp cho em. Đường Băng Vân cười bảo, không cần đâu, ở đây khá tốt mà. Mọi chuyện Ngô Bình đều nghe theo Đường Băng Vân, vậy cũng được. Anh phát hiện tu vi của Đường Băng Vân hiện đã đạt đến cảnh giới thần hóa, có thể đột phá lên cảnh giới long môn bất cứ lúc nào. Cả hai tìm một nơi yên tĩnh để có không gian riêng cho hai người. Bảy người còn lại không dám quấy rầy. Sư huynh, không ngờ người này lợi hại như vậy, là đệ tử nòng cốt cơ đấy, Viên Như Quân căm phẫn nói. Khang Ý Thành rất bất lực, đứng trước thiên kiêu của thần thổ thông thiên, đại sư huynh của viện Chu Tước như gã khó tránh khỏi cảm thấy tự ti, chứ khoan hãy nói đến những ý định khác. Gã khẽ thở dài, Viên Như Quân, tốt nhất là đừng động vào Đường Băng Vân nữa. Nam đệ tử của cảnh giới hư tiên lạnh lùng hừ mũi, âm thầm nói, đại sư huynh, tên đó có mạnh đến mấy cũng chỉ là địa tiên thôi, làm sao mạnh hơn thần tiên được. Khang Ý Thành giật mình. Vừa nhìn đối phương vừa hỏi, cậu nói vậy là có ý gì? Đệ tử nọ híp mắt đáp, đại sư huynh, đây là nơi nào? Là Động Vạn Yêu, một thiên kiêu của thần thổ thông thiên chết ở Động Vạn Yêu chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Khang Ý Thành vội lắc đầu, sư đệ, chuyện này có rủi ro quá lớn. Người tu hành như chúng ta làm sao có thể vì tâm trạng không vui mà đẩy bản thân vào hiểm cảnh? Nói đến đây. Khang Ý Thành bỗng sững người lại, vì gã nghe thấy cuộc trò chuyện của Ngô Bình và Đường Băng Vân phía bên kia. Băng Vân, khi nào về, anh sẽ đưa một viên tam trùng long môn đan rồi giúp em đột phá lên cảnh giới long môn. Ở đây có 10 tỷ đồng thần long, khi nào mở động thiên sẽ cần dùng đến. Đường Băng Vân nói, Huyền Bình à,
anh giữ lại mà dùng đi, em có tài nguyên mà viện chu tước cho rồi. Ngô Bình lắc đầu, viện chu tước là nơi nhỏ bé, không thể cho em nhiều thứ. Em cứ lấy đi, ngoài ra, anh còn có một ít thạch anh thời không, đều để ở trong này, chắc là đủ cho em dùng. Đường Băng Vân hỏi, Huyền Bình này, 10 tỷ đồng thần long nghe khiếp thật đấy, ở đâu ra vậy? Người nói vô tình mà người nghe lại có lòng riêng, đôi mắt Khang Ý Thành lóe lên vẻ tham lam, 10 tỷ đồng thần long đấy. Gã là đại sư huynh của viện chu tước mà tài nguyên lấy được hàng năm cũng chỉ có vài chục triệu đồng thần long thôi. Người này lại có thể thoải mái lấy ra 10 tỷ đồng như thế, vậy trên người anh có bao nhiêu tiền đây? 100 tỷ, 500 tỷ. Gã chợt nảy ra một ý nghĩ rất đáng sợ, ấy là giết chết Ngô Bình, cướp hết tài nguyên của anh. Nơi này là động Vạn Yêu, có người mất mạng là chuyện rất bình thường, sẽ không ai tra ra cả. Trong chớp mắt, gã đã đưa ra quyết định, đoạn nói với mấy người còn lại, mọi người đừng nói lung tung nữa. Sư huynh Ngô Bình là thiên kiêu, là người mà chúng ta nên tôn trọng và cung kính. Những người này làm sao hay biết Khang Ý Thành đã có kế hoạch cho riêng mình. Tất cả đều ngậm miệng, không dám nói gì nữa. Phía bên kia, Ngô Bình nói, Băng Vân à, động Vạn Yêu này có vẻ không đơn giản. Lúc đến đây, anh đã gặp một con cốt ly. Thực lực của nó có thể giết chết chân tiên. Đường Băng Vân đáp, anh gặp rồi ư. Nó chính là kẻ đang truy sát bọn em. Anh gặp được nó chứng tỏ con yêu quái này đã biết nơi ẩn náu của bọn em rồi. Ngô Bình bảo, hóa ra nó đang đuổi theo em. Đường Băng Vân cho hay, Huyền Bình, ở động Vạn Yêu có rất nhiều yêu quái ghê gớm. Tu sĩ đến đây thường là vì muốn lấy yêu đan. Cũng có một số người đến đây vì cấm địa của động Vạn Yêu. Ngô Bình hỏi, cấm địa gì vậy? Đường Băng Vân trả lời, động Vạn Yêu có một nơi vô cùng nguy hiểm. Ngày xưa Tiên Đình phong tỏa động Vạn Yêu chính vì đề phòng sinh vật đáng sợ từ nơi đó chạy ra ngoài. Sinh vật đáng sợ, Ngô Bình đăm chiêu. Đường Băng Vân bảo, thôi không nói cái này nữa, dù sao chúng ta cũng không đến đó. Dạo trước em có liên lạc với Đường Môn, bây giờ Đường Môn phát triển tốt lắm, cũng đã đào tạo được nhiều nhân tài. Em định khi nào trở thành thiên tiên sẽ về Đường Môn giúp ông nội. Ngô Bình đáp, ừ, Đường Môn có nhiều người như vậy, chắc chắn phải được duy trì. Em yên tâm, có anh ở đây, Đường Môn sẽ ngày một tốt hơn. Cả hai không gặp nhau lâu lắm rồi. Ngô Bình ôm lấy Đường Băng Vân, ánh chớp lóe lên, cả hai đã biến mất. Ngô Bình có nhãn lực tốt, chẳng mấy chốc đã tìm được một khu vực yên tĩnh. Ở đây mọc rất nhiều cây nấm lớn. Số nấm này cao đến cả 100 mét, phần rễ đã hóa gỗ rồi. Ngô Bình tìm được cây nấm phát sáng lớn nhất, anh vẫy tay một cái, trong cây đã hình thành một cái khoang rỗng. Khoang rộng hơn 100 mét vuông, bên cạnh còn có cửa sổ mở ra. Anh lấy từ động thiên một ít bàn ghế, giường, chậu rửa mặt, chỉ trong tích tắc đã bài trí nơi này thành một cái tổ nhỏ ấm áp. Nấm tỏa hương thơm dịu nhẹ, nên căn phòng này có môi trường rất tuyệt. Anh dựng lò nướng và nướng đuôi yêu cho Đường Băng Vân ăn. Lâu rồi cả hai không gặp nhau, củi khô lửa bốc, ăn xong là lăn lên giường. Cây nấm khổng lồ vì thế mà khẽ run lên, nghiêng qua trái rồi lắc sang phải, khiến những yêu quái đi ngang gần đó đều lấy làm kỳ lạ. Cuối cùng cũng chút hết nỗi nhớ nhung, lúc này Đường Băng Vân đang nằm trong lòng Ngô Bình, hỏi nhỏ, Huyền Bình, anh sẽ ở lại tiên giới bao lâu? Ngô Bình đáp, không lâu lắm đâu, nếu em không nỡ thì về cùng anh nhé. Đường Băng Vân lắc đầu, em phải cố gắng tu luyện, chờ đến khi thành thiên tiên rồi mới đi. Thật ra với năng lực và tiền của Ngô Bình hiện nay, cô ấy không cần ở lại viện chu tước nữa. Nhưng Đường Băng Vân có lý tưởng của riêng mình. Anh cất lời, anh nghe nói sau này các cô gái ở viện chu tước đều phải gả cho thiên kiêu. Thế này đi, anh nhờ điện chủ Hỗn Thiên Lộ Diện. Đến viện chu tước đề nghị kết thông gia để lấy em làm vợ nhé. Đường Băng Vân trợn mắt với anh, nhưng trong lòng thì vui vẻ đón nhận. Cả hai ngọt ngào ở bên nhau, chẳng biết qua bao lâu, một gương mặt khổng lồ nửa giống con người đột ngột xuất hiện ở cửa sổ, có một con mắt đang lén lút nhìn vào trong. Cút! Ngô Bình vung nắm đấm, quyền ấn liền đánh vào con quái vật. Nó gào thét thảm thiết rồi quay đầu bỏ chạy. Hóa ra kẻ nhìn trộm là một con vượn mặt người.
Nó là bá chủ ở gần đây, bị hấp dẫn bởi mùi thơm của đuôi yêu nên mới mò đến. Nào ngờ nó lại gặp phải Ngô Bình, bị anh đấm gãy ba cái xương. Vừa đánh đuổi được vượn mặt người thì một con cốt ly xuất hiện. Trong miệng nó ngậm một cây dược liệu, đang đứng kêu to ở bên ngoài. Ngô Bình ra ngoài xem thử, liền nhận ra dược liệu đó có vẻ rất phi thường. Cốt ly đặt dược liệu xuống rồi chậm chậm lùi lại. Chấm. Ngô Bình cầm dược liệu lên xem. Đây là thuốc quý chỉ có dưới lòng đất, rất khó tìm. Thế là anh hỏi con cốt ly kia, dược liệu này, ở động Vạn Yêu có nhiều không? Con cốt ly khẽ gật đầu, cho biết có rất nhiều dược liệu tương tự. Đôi mắt sáng rực lên, anh cười bảo, tốt quá rồi mình phải đi hái ít thuốc, phòng khi cần đến. Cốt ly này là một con yêu quái khá thông minh trong động Vạn Yêu. Thức ăn của cốt ly là độc xà và độc trùng nên nó thường ăn nhiều độc, vì vậy phải tìm dược liệu để giải độc. Lâu dần, cốt ly đã nắm rõ sự phân bố của dược liệu trong động Vạn Yêu. Anh lấy ra một khúc đuôi yêu rất lớn từ trong động thiên, đoạn bảo, ăn trước đi rồi lát nữa đưa ta đi đào thuốc. Cốt ly cảm mừng, đây là đuôi của yêu vương đấy. Chỉ được ăn một miếng đã là may mắn lớn của nó rồi. Sau đó Ngô Bình bắt đầu nâng cao tư chất giúp Đường Băng Vân. Vài canh giờ sau, anh bảo Đường Băng Vân luyện công trong cây nấm. Rồi anh gọi con cốt ly kia, bắt đầu đi hái thuốc trong động Vạn Yêu. Con cốt ly này cực kỳ thông thuộc động Vạn Yêu, chọn đường đi rất an toàn, không dễ gặp phải yêu quái mạnh. Nơi đầu tiên mà nó đưa Ngô Bình đến là một quả núi xương được chất thành từ xương trắng. Núi xương cao mấy trăm mét, chu vi mấy chục dặm. Nhìn thấy núi xương, Ngô Bình cảm thấy bên dưới nơi này lộ ra một loại yêu dị, khiến ngay cả anh cũng phải e dè. Cốt ly đáp xuống núi xương, dùng móng vuốt cào cào gẩy gẩy. Chẳng bao lâu sau, núi xương liền xuất hiện chỗ hổng, để lộ một khối xương hình tinh thể, dài hơn một mét, to bằng cánh tay. Con cốt ly truyền cho anh một thông tin, hóa ra lúc bé nó từng đến núi xương này, có lần tình cờ, nó phát hiện một khối xương rất đặc biệt trong đống xương này. Sau đó, cứ cách vài năm nó lại đến đây một lần, nhận thấy khối xương ấy sinh trưởng qua từng năm. Nó đoán khối xương này không hề đơn giản, nhưng vẫn luôn giữ kín bí mật, không nói cho các yêu quái khác. Ngô Bình là sinh vật thứ hai biết được bí mật này. Ngô Bình cũng đáp xuống núi và cầm lấy khối xương ấy. Vào giây phút anh cầm nó lên, núi xương khẽ rung chuyển. Cả anh và cốt ly đều vội vã bay lên cao. Vài giây sau, núi xương sụp đổ, tất cả xương cốt hóa thành tro bụi, mặt đất phủ một lớp bụi xương. Cốt ly sửng sốt, hóa ra nó luôn muốn lấy khối xương này nhưng mãi mà vẫn không lấy được, bởi vì xương quá nặng, với sức của nó thì không nhấc lên nổi. Ngô Bình nhìn khối xương trong tay, đoạn bảo, thì ra là một con cốt yêu, mà khối xương này không hề tầm thường chút nào. Khí tức của núi xương này đều bị nó hấp thụ cả. Dứt lời, anh cất yêu cốt vào, đến nơi tiếp theo. Thế là nhờ sự dẫn đường của cốt ly, Ngô Bình đã tìm thấy rất nhiều dược liệu hữu ích. Hái xong vài trăm cây dược liệu, anh mới trở về căn phòng trong cây nấm. Đường Băng Vân vẫn đang tu luyện ở đó. Thấy anh đã về, cô ấy cười bảo, Huyền Bình, chúng ta về sơn động đi. Chắc là đám người sư huynh đang nôn nóng lắm rồi. Ngô Bình nói, Băng Vân, chúng ta hành động một mình cũng được mà. Anh thấy không cần phải đi tìm họ. Ấn tượng của Ngô Bình về mấy đệ tử của Viện Chu Tước không được tốt. Anh không muốn tiếp xúc nhiều với họ. Đường Băng Vân bày tỏ, vẫn nên quay về đó, dù sao cũng đến đây cùng nhau mà. Lúc vào động Vạn Yêu, sư tôn dặn họ chăm sóc em. Suốt đường đi, đám người đại sư huynh quả thật vẫn luôn bảo vệ em, bằng không em đã bị thương từ lâu rồi. Ngô Bình đáp, gã ấy bảo vệ em vì có ý đồ với em đấy. Đường Băng Vân nói, lúc mới đến, em đã bảo là em có chồng sắp cưới rồi. Ngô Bình bảo, thôi được, chờ anh luyện xong lò dược này, chúng ta sẽ trở về. Nói đoạn, anh lấy yêu cốt ra. Yêu cốt này, cộng thêm số dược liệu mà anh vừa hái lúc nãy và số dược liệu mà anh có sẵn, sẽ luyện chế ra một loại đan dược mà trước kia anh rất muốn luyện nhưng vẫn chưa có cơ hội thiên cốt yêu đan. Trong truyền thừa của Huyền Hoàng Đạo Tổ có ghi chép công thức của đan này. Huyền Hoàng Đạo Tổ cho rằng thứ mạnh nhất của yêu là yêu cốt.
Nếu có thể luyện chế một loại đan dược để loài người có được yêu cốt, thì chắc chắn sẽ giúp năng lực và tu vi nâng cao rất nhanh. Trước đây, Ngô Bình từng tu luyện Tráng Cốt Kinh và đã luyện thành tầng thiên cốt. Nhưng thiên cốt so với yêu cốt lớn mạnh, vẫn có sự chênh lệch đáng kể. Nay đã lấy được yêu cốt này, anh có thể dùng nó để luyện chế thiên cốt yêu đan. Lấy lò đan ra, anh lần lượt bỏ vào mấy loại dược liệu, bắt đầu luyện đan. Hiện tại trình độ luyện đan của anh đã sớm vượt xa thầy luyện đan 5 sao. Tuy thiên cốt yêu đan không dễ luyện, nhưng vẫn không làm khó được anh. Đường Băng Vân tò mò hỏi, Huyền Bình à, đây là đan dược gì vậy? Ngô Bình cười đáp, là thiên cốt yêu đan. Uống loại đan này sẽ có được yêu cốt thiên phẩm. Đường Băng Vân ngạc nhiên, yêu cốt ư, tại sao con người phải có yêu cốt? Ngô Bình trả lời, dạo trước anh từng tán gẫu với sư tổ và sư tôn. Họ nói rằng nhân loại, thần tộc và yêu tộc đều có thế mạnh riêng. Trong đó, thứ mạnh nhất của yêu tộc chính là yêu cốt. Yêu cốt là khởi nguồn sức mạnh, là cội nguồn tiến hóa của loài yêu. Cái gọi là xương cốt của yêu, máu của thần, trí tuệ của người. Anh luyện chế thiên cốt yêu đan vì muốn nghiên cứu xem rốt cuộc yêu cốt này bí ẩn đến nhường nào. Con cốt ly kia đang chăm chú nhìn từ ngoài cửa sổ. Nó tự nguyện canh gác giúp Ngô Bình. Mấy con thú nhỏ đến gần đều bị nó đuổi đi. Nếu có sinh vật nào mạnh xuất hiện thì nó sẽ đánh lạc hướng chúng ra chỗ khác, để không quấy rầy đến việc luyện đan của Ngô Bình. Một khắc sau, cuối cùng Ngô Bình cũng bỏ yêu cốt vào lò đan. Vì luyện chế đan này, anh đã dùng lò đan tốt nhất, tinh thần cũng tập trung cao độ. Yêu cốt vừa vào lò đan liền điên cuồng đập vào thành lò theo bản năng. Lò đan lập tức chao đảo lắc lư, Ngô Bình bèn giải phóng sức mạnh động thiên, cưỡng ép chấn áp nó. May mà động thiên của anh rất to và sức mạnh cũng rất khủng khiếp, nếu không sẽ rất khó áp chế sức mạnh đáng sợ của yêu cốt này. Chẳng mấy chốc, lò đan đã ổn định lại, anh tiếp tục luyện đan. Sau đó các loại dược liệu được bỏ vào, bề mặt lò đan bắt đầu tràn ngập yêu khí. Một giờ sau, một luồng yêu quang bay ra từ lò đan, bị Ngô Bình túm lấy. Yêu quang giãy giụa trong tay anh, muốn chạy trốn, nhưng anh đã cứng rắn chia nó làm 3 phần, sau đó niệm chú. Ánh chớp lóe lên, mỗi một phần yêu quang đều ngưng tụ một viên đan dược, yêu khí ở bề mặt cũng ngưng tụ thành 9 tấm bùa huyền bí. Thấy đan dược ra lò, đôi mắt Ngô Bình sáng rực lên. Anh lẩm bẩm, lò đầu tiên đã là đan dược truyền kỳ. Tốt lắm. Anh lập tức nuốt vào một viên. Anh có thiên cốt, chỉ trong chớp mắt, sức mạnh của đan dược đã ngấm vào xương cốt của anh và bắt đầu tiến hành biến đổi. Một cơn đau khủng khiếp ập đến. Anh khoanh chân ngồi xuống, cắn răng không kêu tiếng nào. Nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội, trán anh đã toát đầy mồ hôi lạnh. May mà khoảng nửa tiếng sau, đau đớn đã bắt đầu dịu đi. Lúc này, xương cốt của anh đã xảy ra sự thay đổi kinh thiên động địa. Tất cả dược lực của đan dược đều đã vào xương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 91.